Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Phong Hải Triều đã xuất hiện, anh cùng với một nhóm người mặc áo đen đứng đằng sau Lâm Uyển, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía của Tiêu Túc. Trên tay anh còn mang theo súng. Xử lý đi. Mấy tên xã hội đen liền tiến đến mà khống chế Tiêu Túc, làm cho hắn ta phản kháng điên cuồng. Một người thì không thể nào địch lại nhiều người như vậy. Hắn ta nhanh chóng bị khống chế. Phong Hải Triều bước vào trong phòng. Anh nhìn về phía người phụ nữ đang hôn mê nằm trên giường. Một bên mặt của cô sưng húp với đầy máu ở trên miệng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để mà kiểm tra những vết thương trên người cô, sau đó lấy áo khoác trùm kín lên người cô và ôm cô ra xe. Anh để cho cô ngồi trong lòng mình, dùng một tay xoa nhẹ đầu của Trúc Vân như tìm cách trấn an cô trong vô thức, còn một tay thì giữ vững tay lái đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Anh sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cô mất. Hải Triều tự mình đưa Trúc Vân vào trong phòng cấp cứu. Anh chấp nhận việc mặc đồ bảo vệ để mà tận mắt chứng kiến bác sĩ kiểm tra và điều trị vết thương cho cô. Nhưng mà anh nhìn được một nửa thì ra ngoài gọi điện cho Kỷ Minh Thành. Giao Tiêu Túc cho cảnh sát đi. Ngài bị làm sao thế? Tại sao ngài không dùng biện pháp tra tấn rồi lấy mạng hắn ta luôn đi? Trục Vân sẽ không thích tôi làm như vậy đâu. Cậu giao hắn ta cho cảnh sát, kiếm vài người trong tù xử lý hắn ta mỗi ngày là được rồi, miễn sao đừng mất mạng quá nhanh. Tôi hiểu rồi. Phong Hải Triều cởi đồ bảo hộ ra, anh ngồi trên lan can bệnh viện đợi bác sĩ điều trị cho cô. Sau một hồi thì có người chạy vào trong bệnh viện, không ai khác đó chính là ông Mạc Hà. Con gái tôi thế nào rồi? Phong Hải Triều không nói lời nào liền đứng dậy đấm cho ông một cái, làm cho ông ngã lăn ra đất. Anh cúi xuống nắm cổ áo của ông lên. Mẹ kiếp, tôi giao cô ấy cho ông canh chừng mà ông lại để cô ấy gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Ông xem lời tôi nói là trò đùa có đúng không? Mạc Hà liên tục lắc đầu. Ông thật sự là cũng không biết chuyện này, tất cả là ngoài ý muốn mà thôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện sẽ như vậy. Tôi chưa từng muốn làm hại con bé. Phong Hải Triều định đấm Mạc Hà thêm mấy cái nữa, nhưng bác sĩ và y tá đứng gần đó đã vội vàng tiến lên ngăn cản, yêu cầu hai người phải giữ trật tự bởi vì đây là bệnh viện, không được phép làm phiền đến bác sĩ điều trị ở bên trong. Hải Triều lúc này mới buông Mạc Hà ra, anh ngồi lại trên ghế, tiếp tục chờ đợi, lâu lâu hướng mắt nhìn vào trong phòng bệnh như muốn phát điên lên. Nếu như bọn chúng không chữa trị được cho Trúc Vân thì anh sẽ lấy mạng tất cả. Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài. Nhìn ánh mắt sắc bén của Phong Hải Triều, bác sĩ vô thức sợ hãi, sau đó chậm rãi lên tiếng giải thích tình hình của bệnh nhân. Tôi muốn gặp người nhà của bệnh nhân. Phong Hải Triều không để cho Mạc Hà lên tiếng, anh đã nhanh chóng nói xen vào như khẳng định chủ quyền. Tôi là chồng của cô ấy, nói rõ tình hình cô ấy cho tôi biết đi, nhanh lên. Bác sĩ gật đầu, ông nghĩ rằng vẫn nên nói tin tốt cho anh biết trước, còn tin không tốt thì để sau đi. Vợ của ngài đã mang thai được hơn một tháng rồi. Tôi đã kiểm tra kỹ càng, nhận thấy sức khỏe của cô ấy rất yếu ớt, dường như là cô ấy đã vất vả trong một thời gian dài. Thêm vào đó, lần này cô ấy bị bạo hành tương đối mạnh, làm cái thai bị chấn động. Ngài nên chờ cô ấy ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để quan sát tình hình thêm. Phong Hải Triều không nghĩ đến việc bọn họ chỉ mới phát sinh chuyện ân ái có một lần duy nhất mà Mạc Trúc Vân đã mang thai. Anh cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người cha và nuôi nấng một đứa trẻ thành người. Đối với anh,
Gia đình là điểm yếu, chứ không phải là một nơi để trở về. Nhưng lần này đây, cảm xúc trong lòng anh lại khác thường. Anh thật sự là muốn có một gia đình hạnh phúc với Mạc Trúc Vân. Anh muốn cùng cô có những đứa con riêng và nuôi dạy những đứa trẻ đó lên người. Đáng ra, anh phải nhận biết chuyện này kể từ khi mà cô có những dấu hiệu kỳ lạ rồi chứ. Phong Hải Chiều đang vui vì nghe tin Trúc Vân mang thai. Thì tự dưng anh nhớ đến chuyện Tiêu Túc làm với cô. Anh bất giác phát điên lên. Anh để Mạc Hà nói chuyện với bác sĩ, liền tiến đến chỗ vắng để gọi điện cho Kỷ Minh Thành. Mỗi lần cho người xử lý cái tên Tiêu Túc kia thì nhớ là đưa Lâm Uyển đến. Tôi muốn bà ta chứng kiến cảnh con trai của mình bị hành hạ thừa sống thiếu chết mà không thể nào làm gì được. Có chuyện gì có đúng không ạ? Ngài chưa bao giờ đổi phương pháp bất ngờ như vậy cả. Trúc Vân mang thai rồi. Đó là con của chúng tôi. Mạc Trúc Vân mơ màng mở mắt. Cô cảm giác được có ai đó đang lau người cho mình, nghiêng đầu sang nhìn thử. Thì người đó chính là Phong Hải Triều. Cô khẽ quan sát vẻ mặt của người đàn ông. Có vẻ anh ngủ không đủ giấc nên sắc mặt kém đi rất nhiều. Em thấy thế nào rồi? Trong người đã khỏe hơn chưa? Anh tập trung lau tay cho cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe hiện tại của cô, nhưng không nhìn vào mắt của cô. Dường như cô muốn anh nhìn mình hơn là việc anh tiếp tục giữ im lặng như vậy. Tôi không sao đâu, anh đỡ tôi ngồi dậy đi. Phong Hải Triều kê gối ở đằng sau cho cô. Anh khẽ cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm tay cô rồi hôn một cái. Em mang thai rồi, cho dù em có quyết định thế nào, tôi vẫn luôn luôn tôn trọng quyết định của em. Mạc Trúc Vân đưa tay xoa bụng mình. Cô quên mất việc uống thuốc sau khi mà ân ái cùng với anh vào đêm đó. Tuy cô chỉ mới nhen nhóm một chút tình cảm dành cho Phong Hải Triều, nhưng việc có con vẫn là một điều làm cho cô cảm thấy vô cùng thiêng liêng và cô bắt buộc phải trân trọng nó thôi. Tôi sẽ sinh con ra, tôi có thể tự mình nuôi nó trưởng thành. Phong Hải Triều kiềm chế sự vui mừng sắp bộc phát. Anh không muốn Trúc Vân bị điều tiếng khi mà mang thai, khi kết hôn. Nên anh định dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để theo đuổi cô. Anh muốn cô đường đường chính chính sinh đứa trẻ ra trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi biết em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không để em bị người khác bắt nạt về chuyện này đâu. Từ trước đến nay cô không quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về cô, nhưng việc có con trước hôn nhân cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Cô cũng muốn xem thử anh sẽ dùng cách gì để bảo vệ mẹ con cô không chịu ấm ức đây. Vậy anh định làm thế nào? Phong Hải Triều nghiêm túc suy nghĩ. Anh nắm tay cô chặt hơn, đôi mắt nhu tình nhìn về phía cô. Chúng ta kết hôn đi, có được không? Tôi sẽ tổ chức một lễ cưới theo ý của em. Sau đó tôi sẽ dùng khoảng thời gian sau hôn nhân tiếp tục theo đuổi em, cầu hôn em. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội là được rồi. Mạc Trúc Vân cảm thấy phương án này cũng khả thi. Cô tin tưởng rằng anh không làm cho cô thất vọng. Dù sao thì từ việc ghét chuyển thành tình yêu mới chớm nở đã là một việc vô cùng lớn lao rồi. Cũng được, vậy chúng ta kết hôn đi. Anh nhớ là phải giữ lời hứa của mình đấy. Phong Hải Triều gật đầu. Anh đưa tay cô hôn lên một cái, sau đó để cô nằm xuống nghỉ ngơi cho cô hồi phục sức khỏe. Còn chuyện tổ chức đám cưới, anh sẽ tự mình lo liệu tất cả. Em nghỉ ngơi cho tốt, tôi giải quyết xong công việc sẽ đến thăm em. Mạc Trúc Vân đợi anh đi khỏi, cô khẽ đưa tay chạm lên bụng của mình. Cô nghĩ bây giờ mới chỉ là tháng đầu tiên mang thai nên không cảm nhận được sự xuất hiện của đứa trẻ. Cô tự hình dung hình ảnh của con mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Việc một mình nuôi con đối với cô không phải là chuyện quá khó khăn. Cô chỉ sợ khi mà bé con ra đời sẽ cảm thấy tủi thân bởi vì nó không có một gia đình hoàn chỉnh giống như những đứa trẻ khác. Ban đầu cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Phong Hải Triều theo cách này. Hay nói đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với một người như anh. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cùng với nhau, cô cảm thấy người đàn ông này là một người đáng tin cậy. Ít nhất anh chưa bao giờ làm cô bị tổn thương, cũng chưa bao giờ lớn tiếng trách móc cô. Cô xoa xoa nhẹ lên bụng của mình, vô thức lên tiếng trò chuyện với bé con còn chưa thành hình. Con nói xem,
ba con có phải là người tốt không? Nếu con yêu ba mẹ thì hãy bình yên đến với thế giới này. Ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho con thật tốt. Cô bỏ qua cơn đau chuyển đến dữ dội từ những vết thương do Tiêu Túc gây ra. Bây giờ trong đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh của con mình và một gia đình trong mơ. Điều này khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi Phong Hải Triều rời khỏi phòng bệnh, anh không đến tập đoàn như đã nói với Mạc Trúc Vân, mà đến thẳng sở cảnh sát nơi đang giam giữ Tiêu Túc để chờ ngày kết án. Vừa nhìn thấy anh, cảnh sát đã mở cửa cho anh đi vào. Việc mafia có mối quan hệ tốt với cảnh sát là chuyện vô cùng bình thường trong thế giới ngầm. Đây cũng chính là lý do làm cho bọn họ không bao giờ bị bắt, mặc dù gây ra tội lỗi tày trời và cả các vụ buôn lậu xuyên quốc gia. Phong Hải Triều ngồi trước cửa phòng giam, ở bên cạnh là Lâm Uyển đang gào khóc thảm thiết để xin tha. Anh chậm rãi lên tiếng, ra lệnh cho viên cảnh sát đang đứng gần đó. Tắt camera, giám sát đi. Phong Hải Triều ngồi nhìn Tiêu Túc đang bị đám người cao lớn hành hạ cho thử sống thiếu chết. Ngay cả Lâm Uyển ngồi bên cạnh anh cũng không được tha. Anh ra lệnh cho thuộc hạ, ép bà ta phải mở to mắt chứng kiến quá trình con trai của mình bị hành hạ từ đầu đến cuối. Tiếng la hét, gào khóc vang vọng khắp nhà giam, làm cho những tù nhân khác vừa sợ vừa tò mò. Họ muốn ra ngoài nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra thì bị cai ngục đuổi vào. Chỉ cần bọn họ dám kháng cự thì sẽ bị xử lý ngay lập tức. Phong Hải Triều nhìn cơ thể đầy chất lỏng màu đỏ của Tiêu Túc nằm bất động dưới sàn. Anh nhanh chóng lôi Lâm Uyển đến gần, ép mặt bà ta vào song sắt, giọng nói cợt nhả vang lên. Bà nhìn cho kỹ, đây chính là hậu quả khi mà dám động đến người phụ nữ của tôi, bà hiểu chưa? Bà cứ chuẩn bị tinh thần nhìn cảnh này mỗi ngày đi. Phong Hải Triều buông bà ra, làm cho Lâm Uyển ngã khuỵu xuống đất. Anh liền cởi bao tay ra, ném xuống trước mặt của bà, giống như vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Vốn dĩ với phong cách làm việc của Phong Hải Triều thì anh đã lấy mạng tên khốn kia lâu rồi. Nhưng anh vẫn muốn để cho Mạc Trúc Vân chứng kiến phiên tòa xét xử công khai được diễn ra, để cho cô cảm thấy yên lòng và có một suy nghĩ tốt hơn về anh. Trong lúc chờ phiên tòa xét xử công khai diễn ra thì anh tranh thủ giải quyết một số chuyện ở tập đoàn. Sắp tới anh cần phải dùng phần lớn thời gian chuẩn bị cho lễ cưới và giao dịch thuốc súng với đối tác nước ngoài. Anh tranh thủ giải quyết công việc ở tập đoàn vào ban ngày, buổi tối sẽ đến bệnh viện thăm Trúc Vân. Sau đó ban đêm đến trụ sở xem tiến độ hoạt động của tổ chức. Mặc dù có Kỳ Minh Thành lo liệu ở bên tổ chức, nhưng anh vẫn không yên tâm về bọn họ cho lắm, đặc biệt là cái tên Âu Khiêm. Phong Hải Triều ngồi trong xe một lúc để suy nghĩ về một điều gì đó. Anh muốn hút một điếu thuốc cho khuây khỏa, thì nhớ đến lát nữa phải đến bệnh viện để thăm Trúc Vân, quyết định không hút nữa. Dù sao thì mùi thuốc lá ám trên người anh, kiểu gì cô cũng chán ghét mà đuổi anh đi. Anh giống như thường lệ mua cho cô một hộp trái cây. Những lần trước, anh thấy cô ăn rất thích, cho nên mỗi lần gặp cô, anh vẫn luôn luôn chuẩn bị một hộp trái cây như vậy. Vì cô được bác sĩ giỏi ở nước ngoài điều trị, nên sức khỏe cũng rất mau chóng hồi phục. Duy chỉ có vết bầm ở trên mặt mới mờ đi một chút là do Tiêu Túc ra tay quá mạnh. Bác sĩ dặn dò cô nhớ thường xuyên bôi thuốc thì mới có thể khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như lúc trước được. Cô còn đang thắc mắc tại sao không thấy ba mẹ đến thăm cô. Chẳng lẽ Phong Hải Triều không báo chút tin tức nào cho bọn họ sao? Như vậy cũng tốt, tránh cho ba mẹ lo lắng cho cô rồi đổ bệnh. Mạc Trúc Vân vừa định bước xuống giường bệnh thì anh đã đến. Anh biết cô định đi vệ sinh nên cúi xuống mang dép lông mềm mại vào chân cho cô, tránh cho cô cảm lạnh. Hôm nay em thấy trong người thế nào rồi? Mỗi lần anh đến bệnh viện đều hỏi cô câu này đầu tiên, chứng tỏ anh rất quan tâm đến sức khỏe của cô. Tôi vẫn ổn, chỉ là có một số món ăn trong bệnh viện tôi không thể nào ăn được. Từ sáng đến giờ tôi chỉ uống chút sữa thôi. Phong Hải Triều nhìn đống đồ ăn trong thùng rác. Anh lấy hộp trái cây từ trong túi đồ mua sẵn mang ra cho cô. Em ăn trái cây trước đi. Lát nữa em muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, để tôi đi mua cho em. Cô gật đầu, vệ sinh xong xuôi thì ngồi trên giường ăn trái cây.
Có cảm giác tất cả mọi thứ mà Phong Hải Triều mua cho cô đều rất hợp ý cô, dường như cả hai người đã quen biết nhau từ rất rất lâu rồi thì phải. Anh không mắng tôi sao? Chuyện tôi đổ hết thức ăn đi. Anh không nhìn cô, cúi mặt xuống xem điện thoại, một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Em không ăn được, chứ không phải là cố tình đâu. Tôi đang đọc tin tức để xem là trong thời kỳ mang thai đầu tiên, phụ nữ sẽ ăn được những món gì. Cô cảm thấy vẻ mặt của anh có chút mất mát, chậm rãi đưa tay nâng mặt anh lên. Anh đang giận tôi, có đúng không? Người đàn ông thở dài, anh không phải đang giận mà thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cô khi mà cô ốm nghén liên tục như thế này. Lần sau mà không ăn được thì cứ gọi tôi sẽ cho người mang đồ ăn đến cho em. Tôi không hy vọng em sẽ yêu tôi, nhưng mà tôi muốn em biết rằng em vẫn còn có tôi, có thể dựa vào tôi, em hiểu chứ? Mạc Trúc Vân mỉm cười gật đầu. Trước đây cô cảm thấy chuyện ở một mình cũng rất tốt, nhưng mà không ngờ có người quan tâm hỏi han lại còn tốt hơn nhiều như thế này. Cuối tuần anh sắp xếp công việc trong tập đoàn đến bệnh viện để thăm cô. Mặc dù cô đã nói là không cần, nhưng anh vẫn thích đến. Anh thật sự muốn xem kỹ tình hình của Trúc Vân qua từng ngày như thế nào. Hôm nay cô cảm thấy có chút bức bối trong lòng, nhìn người đàn ông đang ngồi xem điện thoại. Cô cũng tò mò nghiêng người sang xem là anh đang làm gì. Anh đọc gì thế? Chúng ta có bác sĩ mà, ngay cả chuyên gia dinh dưỡng cũng được chuẩn bị sẵn rồi. Anh cảm thấy chuyện này tham khảo thêm kiến thức như thế này cũng cần thiết. Tuy bạn họ có bác sĩ riêng, nhưng không thể nào lúc nào cũng dựa dẫm vào bác sĩ. Lỡ chẳng may ban đêm mà Trúc Vân kêu đau, thì anh còn biết đường mà đưa cô đến bệnh viện. Hay là chẳng may tâm trạng của cô không vui, anh còn nhận biết được mà dỗ dành cô. Tôi đọc, chứ em có đọc đâu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cô bĩu môi, bước xuống giường rồi kéo tay của anh. Anh đừng xem mấy cái này nữa, chúng ta đi dạo đi. Người đàn ông gật đầu, nhăn mày nhìn cô đang bước chân trần xuống sàn. Anh không nói lời nào, liền cúi xuống, lấy dép từ dưới gầm giường ra, sau đó thì mang vào cho Trúc Vân. Cô vui vẻ khoác tay anh bước xuống dưới bệnh viện để đi dạo. Mấy hôm trước, bọn họ chuyển qua bệnh viện quốc tế để cô có không gian điều trị tốt hơn và tiện thể theo dõi em bé trong bụng của cô. Trúc Vân đã nói rằng cô có thể xuất viện rồi, nhưng anh không yên tâm. Anh dùng hết lý do này đến lý do khác, khuyên cô phải ở trong bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa. Hay nói đúng hơn là anh sợ cô xuất viện sẽ đi làm, chẳng may gặp tên điên giống như Tiêu Túc thì không biết phải làm thế nào. Mạc Trúc Vân càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ hôm mà cô nhập viện đến giờ chưa thấy ba mẹ cô vào thăm. Ban đầu cô nghĩ là do Phong Hải Triều đã chặn tin tức của cô đến gia đình của mình. Bây giờ cô lại càng chắc chắn hơn chuyện anh cấm gia đình đến thăm cô. Anh không cho phép gia đình tôi đến thăm tôi sao? Phong Hải Triều không một chút do dự nào mà gật đầu. Anh chưa lấy mạng cái tên Mạc Hà kia là may lắm rồi. Anh giao cô cho tên khốn đó trong trường, vậy mà ông ta dám làm cho cô bị thương hết lần này đến lần khác. Bọn họ vào đây thăm em cũng chẳng có ích lợi gì. Em cũng không nhất thiết phải gặp bạn họ trong tình trạng như thế này. Trúc Vân cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Việc ba mẹ cô đến đây thăm cô là chuyện hết sức bình thường. Phong Hải Triều lấy cớ gì mà cấm đoán bọn họ cơ chứ? Tính cách của anh tệ thật đấy. Anh cứ như vậy thì còn lâu ba tôi mới chấp nhận anh là con rể của ông ấy. Hải Triều không quan tâm chuyện Mạc Hà có chấp nhận mình hay không, chỉ là anh đang giành lại thứ vốn dĩ nên thuộc về anh mà thôi. Tôi muốn làm chồng em, chứ không phải là con rể ngoan hiền gì đó của ba em hay là của Mạc gia. Tôi cần em, chứ không cần bạn họ. Không biết có phải là do Mạc Trúc Vân đang mang thai hay không, nhưng cô có chút nhạy cảm. Cô cảm giác được câu nói này của Phong Hải Triều có chút gì đó lấn cấn. Nếu nói theo kiểu của anh thì anh chính là người ích kỷ khi mà quan tâm đến những thứ anh muốn quan tâm, chứ không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Anh xấu tính thật đấy. Hy vọng bé con sau này sinh ra sẽ không thừa hưởng tính cách này của anh. Anh có chút buồn cười. Anh mong rằng bé con giống Mạc Trúc Vân.
chứ đừng nói đến chuyện thừa hưởng tính cách tệ hại này của anh. Tôi cũng mong bé con giống em, càng giống càng tốt. Mèo Trúc Vân thở dài, không muốn nói đến chuyện này nữa. Cô vừa đi dạo, vừa suy nghĩ ra chủ đề gì đó để nói chuyện với Phong Hải Triều. Mẹ con Lâm Uyển thế nào rồi? Khi nào thì phiên tòa xét xử sẽ diễn ra? Anh định nói cho cô nghe chuyện này mà lại vô tình quên mất, dừng khoảng 2 giây thì trả lời cô. Khi nào em xuất viện, phiên tòa sẽ diễn ra. Em yên tâm, tên Tiêu Túc kia đang được dạy dỗ vô cùng tử tế trước khi mà hắn ta chính thức ngồi tù. Cô nghĩ chắc chắn Tiêu Túc sẽ phải nhận án tử hình thay vì ngồi tù vài ba năm rồi được ra ngoài. Qua lời nói của anh, nói với cô ngày hôm đó thì cô có thể chắc chắn rằng hắn ta đã lấy mạng ba mình và vợ của mình rồi. Anh cũng đừng làm việc quá sức. Dạo này tôi thấy tinh thần của anh không được tốt cho lắm. Anh nhướng mày, có chút vui trong lòng khi mà thấy cô quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy. Em yên tâm, tôi không sao đâu. Mạc Trúc Vân không nói gì thêm, dù sao thì anh cũng lớn rồi, có thể tự biết lo cho sức khỏe của mình, không cần cô phải quá bận tâm. Hai người đi dạo được một lúc, thì Hải Triều nhớ ra điều gì đó, anh quay sang trêu chọc cô, xem thử phản ứng của cô như thế nào. Hình như là em còn nợ tôi đấy, em nghĩ kỹ xem. Mạc Trúc Vân bày ra bộ mặt nghi hoặc, bình thường cô nợ ai điều gì đó thì cô sẽ nhớ rất dai. Nhưng mà tại sao cô lại không nhớ được cô nợ Hải Triều cái gì mà anh lại đang nhìn cô bằng ánh mắt ái muội? Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng cô không bỏ sót một chuyện gì. Nhưng mà càng cố gắng suy nghĩ thì lại càng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng cô phải chấp nhận việc cô đã quên rồi và hỏi lại anh để anh nhắc nhở cô. Tôi đã nợ anh cái gì sao? Anh có chút không vui, mới qua có mấy ngày mà Mạc Trúc Vân đã quên nhanh như vậy. Lần trước chúng ta đi ăn tối cùng nhau, em nói em sẽ hôn tôi cơ mà. Lúc tôi đưa em về, em lại lấy cớ nghe điện thoại mà phớt lờ tôi. Cô á lên một tiếng. Hôm đó Lâm Hy bất ngờ gọi cho cô để than thở chuyện công việc. Cô mới vô tình quên lời hứa với Hải Triều. Nếu bây giờ anh không nhắc lại, e rằng cô cũng không nhớ được. Vậy là bây giờ anh muốn tôi hôn anh luôn sao? Hải Triều mỉm cười. Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô, nói bằng giọng thâm tình làm cô có chút động lòng. Em không cần ngẩng đầu lên hôn tôi đâu, tôi sẽ tự cúi xuống để hôn em. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào, quay mặt đi chỗ khác. Nếu như Phong Hải Triều cứ cư xử như vậy, thì không lâu sau có lẽ cô sẽ yêu anh mất. Không ngờ anh có thể nói được mấy câu xến sẩm như vậy đấy, trông không giống anh một chút nào. Anh chỉ nói sự thật thôi. Anh cũng cảm thấy những lời đó hết sức bình thường, mà qua tai của cô nghe thì lại thành lời sến sẩm. Anh chỉ đơn giản là biết việc cô mang thai, không tiện nhón chân lên để hôn anh, nên anh cúi xuống hôn cô thôi mà. Vậy là em không thích tôi nói những câu xến xúa như vậy sao? Em không thích thì sau này tôi sẽ không nói nữa vậy. Cô nghe giọng điệu giận dỗi của người đàn ông làm cô có chút mắc cười, lên tiếng trấn an. Tôi thích hành động thực tế hơn là lời nói. Có một số chuyện hành động vẫn hơn là nói suông, có đúng không nào? Anh gật đầu. Anh còn rất nhiều thời gian để có thể hiểu hơn về cô. Anh nhất định sẽ trở thành người hoàn hảo nhất trong mắt cô. Vậy sau này em thích gì cứ nói với tôi. Nếu em ngại không nói thì cứ viết ra giấy, tôi sẽ đọc và thực hiện theo yêu cầu của em. Mạc Trúc Vân đưa tay đánh nhẹ lên vai của anh, nói bằng giọng hờn dỗi. Tại sao mà nghe tác phong của anh giống như người từng nhập ngũ vậy chứ? Anh nói chuyện nghiêm túc như vậy để làm gì? Anh không biết chuyện đó có phải là nhập ngũ hay không, nhưng từ khi anh mười mấy tuổi đã bị ba mình gửi đến nơi huấn luyện đặc biệt rồi. Trải qua bao nhiêu năm ở nơi kinh hoàng đó cũng khiến cho tâm tính của anh thay đổi không ít. Tôi đã từng đi huấn luyện rất lâu trước đó, nên đôi khi lời nói của tôi sẽ khiến cho em hiểu lầm. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm hại em. Mạc Trúc Vân nhìn biểu cảm của Hải Triều thì cũng đoán được anh không nói dối. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài cao lớn, khỏe mạnh của anh chắc chắn là do huấn luyện mà thành. Không thể nào tự nhiên sinh ra mà lại có cơ thể khỏe mạnh như vậy được.
Chỉ cần so sánh Phong Hải Triều và Âu Dương Tư là thấy được sự khác biệt rõ ràng. Một người là công tử bột, Âu Dương Tư nhìn bề ngoài có phần gầy yếu hơn so với Phong Hải Triều. Còn anh thì chững chạc hơn rất nhiều. Không những vậy, vẻ bề ngoài của anh còn mang theo nét đẹp trai, nam tính, làm cho Trúc Vân có chút chìm đắm ở trong đó. Cảm ơn anh vì đã nói với tôi. Khi mà chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, tôi hy vọng anh có thể thành thật với tôi tất cả mọi chuyện, được chứ? Anh chỉ nhìn cô mà không trả lời. Anh không dám hứa sẽ thành thật với cô với tất cả mọi chuyện. Bởi vì có thể sự thành thật đó khiến cho cô đau lòng, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn, đảm bảo cho cô cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chúng ta về phòng thôi, đi nhiều quá em sẽ bị đau chân đấy. Cô gật đầu. Tự dưng cô cảm thấy việc hai người có cuộc sống yên ổn như vậy cũng không tệ. Chỉ cần sau này cô cố gắng mở lòng với anh thì bọn họ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao người mà thôi. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho Âu Dương Tư khi cả hai đã yêu nhau được lâu như vậy. Nhưng không ngờ cô lại gả cho người mà cô không có ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp là Phong Hải Triều. Sau khi sức khỏe của Trúc Vân ổn định, các vết thương trên mặt và cơ thể cô cũng khỏi rồi, Phong Hải Triều đã cho phép cô xuất viện, nhưng với điều kiện anh phải đưa cô về tận nhà thì mới yên tâm. Ngay cả ba mẹ cô muốn đến đón, anh cũng không đồng ý. Còn về chuyện tại sao cô biết ba mẹ sẽ đến đón, thì tối hôm trước, ngày xuất viện, mẹ cô có gọi. Bà ngỏ ý muốn tới bệnh viện đưa cô trở về. Nào ngờ đâu, Phong Hải Triều từ đâu xuất hiện, giật mạnh điện thoại. Anh cứ như vậy mà ra ngoài nói chuyện với mẹ cô rất lâu. Cuối cùng khi mà anh quay trở lại thì nói rằng ba mẹ cô có việc đột xuất, bọn họ không thể nào đến đón cô được. Cô thừa biết anh đang nói dối nhưng không để tâm cho lắm. Miễn sao anh đừng làm gì tổn hại đến ba mẹ cô là được rồi. Anh giúp cô xếp hành lý vào trong cốp xe. Kể từ lúc cô ở trong bệnh viện đến tận bây giờ, mọi thứ đều là do anh chuẩn bị giúp cô hết. Ngay cả quần áo mà cô đang mặc trên người cũng là do Hải Triều tự tay mang đến. Anh còn mạnh miệng tuyên bố không muốn ai đụng vào đồ của cô ngoại trừ mình. Cô không ngờ anh lại có bản tính chiếm hữu như vậy. Chẳng lẽ anh đã nhận ra tình cảm mới chớm nở của cô rồi nên anh tùy ý hành sự như vậy sao? Tuy hành động của anh không phải gọi là quá đáng, nhưng mà đôi khi cũng khiến cho cô cảm thấy có chút không thoải mái. Mạc Trúc Vân chống tay lên thành xe. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn người đàn ông, rồi bâng quơ lên tiếng nói một câu: sao mà tôi có cảm giác anh có ác cảm với ba mẹ tôi? Mấy người đã từng gặp nhau trước đây rồi sao? Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa thong thả lái xe vừa lên tiếng đáp: em nghĩ nhiều rồi. Chỉ đơn giản là tôi muốn ở với em thêm một lúc nữa thôi. Cô mỉm cười quay mặt ra bên ngoài. Bây giờ cô lại cảm thấy rung động thêm một chút nữa. Nếu mà ở bên cạnh người đàn ông này lâu hơn thì chắc trái tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất. Anh đùa như vậy không thấy ngượng miệng sao? Phong Hải Triều nhướng mày. Anh khẽ nhìn về phía của Trúc Vân, thấy mặt cô đỏ lên. Anh mỉm cười đưa tay nắm tay cô. Tôi nói thật nhé, bình thường em không chịu gặp tôi, nên tôi chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian này ở bên em thêm một lát nữa thôi. Trúc Vân định rút tay về thì tự dưng có tiếng điện thoại vang lên, làm cô bất ngờ, chậm rãi mở lên để xem ai gọi đến. Anh gọi tôi có chuyện gì sao? Xin lỗi em, bây giờ tôi mới nghe nói em bị thương cho nên xin nghỉ dài hạn. Sức khỏe của em thế nào rồi? Để tôi đến thăm em nha. Không cần đâu, cảm ơn anh. Bây giờ tôi đã xuất viện, đang trên đường về nhà rồi. Vậy thì tốt quá. Buổi chiều tôi sẽ đến Mạc gia thăm em, tiện thể chào hỏi cô chú. Cũng lâu rồi chưa gặp cô chú. Chuyện đó anh hỏi cha tôi xem thế nào. Nếu ông ấy đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Được rồi, cảm ơn em nha. Phong Hải Triều đánh hơi thấy mùi của tình địch. Anh nhíu mày quay sang hỏi rõ, xem là rốt cuộc vừa rồi người gọi cho cô có phải là người mà anh đang nghĩ tới hay không. Là cái tên bác sĩ trong bệnh viện gọi cho em đúng không? Tên đó nói cái gì thế? Cô thở dài, cô nghĩ chuyện này cũng không đáng để mà giấu giếm Phong Hải Triều. Đúng vậy, là Thiên Hàn Đình vừa gọi cho tôi.
Anh ta nói rằng tối nay sẽ đến nhà hỏi thăm tình hình của tôi và ba mẹ. Dù sao thì ba tôi cũng khá thích anh ta, nên chắc họ sẽ đồng ý thôi. Anh có chút không vui, cũng không thể nào công khai xử lý cái tên Thiên Hàn Đình kia được. Dù sao thì anh và cô cũng chưa chính thức kết hôn, anh không thể nào cấm cản cô qua lại với người đàn ông đó. Tối nay tôi sẽ đến nhà em về bảo ba mẹ em chuẩn bị đi. Mạc Trúc Vân cảm thấy vô lý đùng đùng. Rõ ràng anh muốn đến chào hỏi ba mẹ cô thì anh mới chính là người phải chuẩn bị chứ. Sao lại đổi thành ba mẹ cô chuẩn bị tiếp đón anh rồi? Anh nói có gì sai không? Anh vẫn giữ vẻ mặt không biến sắc, buông tay cô ra để nắm vào vô lăng. Em cứ về nói với ba mẹ mình chuyện tôi sẽ đến, họ sẽ tự có cách chuẩn bị. Cô không hiểu anh rốt cuộc là muốn làm cái gì. Càng ngày cô càng cảm thấy tính cách của người đàn ông này giống một đứa trẻ con thích giận dỗi. Nhưng mà biết làm sao được, cô lỡ đâm lao thì phải theo lao. Mạc Trúc Vân thầm hy vọng đứa con trong bụng cô không thừa hưởng tính cách giận dỗi giống ba nó. Cô thật sự không có sức để mà dỗ dành hai ba con nhà này. Mạc Trúc Vân vừa bước vào trong nhà, ba mẹ cô đã vội vàng đứng dậy, tiến đến xem xét khắp người cô một lúc lâu, rồi mới lên tiếng hỏi thăm. Con thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Vết thương có nặng lắm không? Mấy lần ba mẹ muốn vào trong bệnh viện thăm con mà không được, ba mẹ lo quá. Trúc Vân mỉm cười, trấn an ba mẹ của mình. Cô đưa tay vào mặt đến cho mẹ mình nhìn thật kỹ để xem là còn vết thương nào khác không. Rõ ràng là cô đã hồi phục hoàn toàn rồi, nên cô không muốn họ lo lắng nữa. Phong Hải Triều đã đe dọa ba mẹ điều gì sao? Tại sao hai người lại không vào thăm con? Hai ông bà khó xử nhìn nhau. Mạc Hà cũng không muốn con gái của mình nghĩ nhiều, lập tức lên tiếng phân trần. Cậu ấy sợ ba mẹ nhìn thấy vết thương của con sẽ lo lắng, cho nên không muốn hai người chúng ta vào thăm con thôi. Cậu ấy nói rằng đợi con khỏi hẳn sẽ tự đưa con trở về. Chúng ta cũng không cần phải quá bận tâm. Trục Vân gật đầu. Cô cũng không hỏi thêm, định lên phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay ở trong bệnh viện thật sự là khiến cho cô có chút mệt mỏi. Tự dưng cô nhớ ra chuyện gì đó, quay người lại nói cho ba mẹ biết. Phong Hải Triều nói tối nay sẽ đến nhà mình, chắc là anh ấy có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với ba mẹ. Mạc Hà khó xử nhìn sang Thanh Trúc. Ban nãy ông vừa đồng ý cho Thiên Hàn Đình đến nhà ăn tối, bây giờ Phong Hải Triều cũng đến. Ông cảm thấy vô cùng khó xử. Hay là con hẹn cậu ấy hôm khác đến có được không? Ba vừa đồng ý Thiên Hàn Đình đến đây rồi, hai đứa gặp nhau sẽ không tiện đâu. Mạc Trung Vân thừa biết Hải Triều sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa mục đích mà anh đến đây cũng chính là để cho cô tránh xa cái tên Thiên Hàn Đình kia mà. Anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Ba mẹ cứ chuẩn bị như bình thường, nhà mình vẫn tiếp khách là được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trúc Vân muốn xem thử tối nay Phong Hải Triều sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với Thiên Hàn Đình. Cô cũng muốn nhìn thấy phản ứng và biểu cảm của anh khi mà đối diện trực tiếp với ba mẹ cô như thế nào. Trúc Vân đi ngang qua phòng của Mạc Du Uyên, thấy cửa đóng kín. Có lẽ con bé còn giận dỗi, không muốn tiếp xúc với ai. Ngay cả việc cô xuất viện về cũng không thấy con bé xuống nói câu nào. Cô nghĩ rằng đợi cho mọi chuyện vào quỹ đạo thì sẽ nói chuyện mang thai cho ba mẹ của mình biết. Còn về đám cưới vẫn nên bàn bạc lại với Phong Hải Triều. Nếu cô để anh tự tổ chức đám cưới theo ý mình thì e rằng tổ chức đám cưới trang trọng nhất cả nước mất. Cô tắm trước, để mặc cho người hầu sắp xếp lại quần áo giúp mình. Đa số là đồ hiệu cao cấp, bọn họ làm vô cùng cẩn thận, hạn chế gây ra tiếng ồn để không làm phiền đến bản thân cô nghỉ ngơi. Sau khi mà tắm xong, cô nằm xuống giường cầm điện thoại lên xem tin tức. Tự dưng Phong Hải Triều lại gọi đến, làm cô có chút giật mình, vội vàng nghe máy. Có chuyện gì thế? Em đang làm gì vậy? Tôi đang nằm thôi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Tôi gọi đến để xác nhận xem là em có đang ở nhà hay không thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi tối chúng ta gặp nhau. Được rồi, anh làm việc đi. Sau khi anh đưa cô về, anh tiếp tục quay trở về tập đoàn xử lý công việc. Một lúc sau thì Kỷ Minh Thành mở cửa bước vào,
Cậu ta chậm rãi báo cáo lại sự việc cho anh nghe. Phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau. Bản án mà Tiêu Túc sẽ nhận có lẽ là án cao nhất, tử hình. Theo báo cáo của bên cảnh sát, ba ruột, vợ và con đều do hắn ta tự tay lấy mạng. Phòng Hải Triều nghe đến đây có chút cau mày. Cho dù anh tàn nhẫn, ác độc thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ ra tay với người thân của mình. Hơn nữa có câu hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà cái tên Tiêu Túc kia nhẫn tâm ra tay với con ruột của mình. Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi. Kỷ Minh Thành gật đầu. Cậu ta cũng không hỏi thêm về chuyện của anh mà lui ra ngoài. Bây giờ cậu ta có một mối quan tâm khác lớn hơn. Phòng Hải Triều không hiểu sao anh lại có chút lo lắng trong lòng, cảm thấy được có chuyện gì đó không may sắp xảy ra. Thế nhưng anh lại không thể nào tìm ra được đó là chuyện gì. Nếu như sự không may đó mà diễn ra với anh thì anh có thể chấp nhận được. Còn nếu diễn ra với Mạc Trúc Vân thì anh sợ bản thân mình không chịu được mất. Anh nghĩ đến việc đám cưới phải diễn ra càng nhanh càng tốt. Như vậy thì anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô, mới yên tâm phần nào. Thiên Hàn Đình quá quen thuộc với tính cách và tác phong của Mạc Hà, nên việc anh ta chọn quà đến thăm gia đình Mạc gia rất vừa ý ông bà Mạc. Thậm chí mẹ cô còn khen rằng ai mà lấy được Thiên Hàn Đình thật sự là có phúc lắm đây. Thiên Hàn Đình không chỉ là một bác sĩ tài giỏi mà còn là một người đàn ông vô cùng tâm lý. Anh ta chọn một số loại rượu quý đến làm quà cho Mạc Hà. Còn đối với bà Thanh Trúc thì chọn một số loại trà dưỡng nhan có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm đẹp rất tốt. Thiên Hàn Đình cũng mua quà cho em gái của Mạc Trúc Vân, nhưng phần quà mà anh ta tặng cho cô vẫn là giá trị nhất. Lúc Thiên Hàn Đình nói chuyện với ba cô ở trong phòng khách, anh ta liền lôi ra một sợi dây chuyền có mặt cỏ bốn lá, nạm kim cương, đưa đến trước mặt của Trúc Vân, ngại ngùng lên tiếng nói. Anh xin lỗi vì không thể nào đến thăm em trong bệnh viện. Anh đã đặc biệt chuẩn bị món quà này như một lời xin lỗi gửi đến em. Hy vọng em có thể thích nó và tha thứ cho anh. Mạc Trúc Vân không muốn nhận những món quà có liên quan đến Thiên Hàn Đình, vội vàng lên tiếng từ chối khéo. Không sao đâu, cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi nhận tấm lòng của anh là được rồi. Thiên Hàn Đình bày ra vẻ mặt khó xử, nhìn về phía của Mạc Hà, giống như muốn ra hiệu hãy giúp đỡ mình. Ông thở dài một hơi rồi quay sang khuyên nhủ con gái. Dù sao thì cậu ấy cũng mất công chọn quà cho con rồi, con cứ nhận đi cho cậu ấy vui chứ. Mạc Trúc Vân còn muốn từ chối thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe hơi khá lớn. Cô đoán là người vừa tới chính là Phong Hải Triều. Cô không thể nào kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài để gặp anh ngay lập tức. Anh đến rồi đấy à? Hải Triều ôm bó hoa rất lớn đi vào trong nhà, không nói lời nào mà tiến tới ôm chầm lấy Mạc Trúc Vân trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người xung quanh. Nhưng thứ mà họ không ngờ tiếp theo đó chính là Mạc Trúc Vân cũng vòng tay ôm lấy Phong Hải Triều, chứ không tàn nhẫn đẩy anh ra. Tôi đến rồi đây. Phong Hải Triều buông cô ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía của Thiên Hàn Đình đang ngạc nhiên không nói được câu nào. Đồng nghiệp của em cũng đang ở đây sao? Trùng hợp thật đấy. Mạc Trúc Vân bày ra bộ mặt miễn cưỡng. Rõ ràng anh biết Thiên Hàn Đình cũng đến đây, cho nên anh mới đến mà bây giờ còn hỏi. Bây giờ bày ra bộ dáng giống như bản thân mình hoàn toàn vô tội. Nói cái gì mà trùng hợp cơ chứ? Thiên Hàn Đình không hiểu chuyện gì diễn ra. Anh ta cảm thấy gương mặt của Phong Hải Triều có chút quen thuộc. Hình như người đàn ông này đã từng đến bệnh viện đón Mạc Trúc Vân tan làm rồi thì phải. Còn Mạc Hà thì cảm thấy bầu không khí có chút khó xử. Ông nhanh chóng lên tiếng để phân trần. Thì ra hai cậu đã quen biết nhau từ trước rồi sao? Thế thì tốt quá, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta vào trong dùng bữa tối thôi. Mạc Trúc Vân đặt bó hoa mà anh vừa tặng trên bàn. Cô khẽ kéo anh xuống thì thầm vào tai. Anh đừng nói gì làm tôi khó xử đấy nhá. Phong Hải Triều không đáp. Nhân lúc mọi người đang quay mặt đi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, rồi lặng lẽ đi vào trong phòng ăn. Mạc Trúc Vân ngán ngẩm đi theo sau mọi người. Cô thầm cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, đừng để cho Hải Triều và Thiên Hàn Đình đánh nhau trong chính ngôi nhà của cô.
Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tối, Thiên Hàn Đình muốn gắp món cá cho cô. Theo trí nhớ của anh ta thì cô rất thích món ăn này. Để anh gắp cá cho em nha. Anh ta còn chưa kịp đặt miếng cá vào trong chén của Trúc Vân thì Phong Hải Triều đã nhanh tay hất mạnh ra. Anh bày ra vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm Thiên Hàn Đình. Cậu cứ lo ăn phần ăn của mình đi, đừng gắp đồ ăn cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đang mang thai, có rất nhiều món cô ấy không thể nào ăn được. Nghe đến đây thì Mạc Hà, bà Thanh Trúc và Thiên Hàn Đình nghe chữ mang thai đều há hốc mồm. Cảm xúc trong lòng mỗi người đều trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đặc biệt là Thanh Trúc, bà chưa bao giờ nghe con gái của mình đề cập đến chuyện kết hôn hay hẹn hò. Ấy vậy mà con gái bà lại mang thai rồi. Chuyện này là thật sao? Sao con không nói gì cho ba mẹ biết thế? Đứa bé là con của ai? Mạc Trúc Vân tức giận đá vào chân của Phong Hải Triều một cái. Cô mỉm cười ngượng ngùng rồi lên tiếng giải thích. Dạ, chuyện này hơi dài. Khi nào có thời gian con sẽ kể cho ba mẹ nghe. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã, có được không ạ? Thiên Hàn Đình rơi vào trong trầm tư. Anh ta nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Anh ta thật sự không cam lòng để cho Mạc Trúc Vân rơi vào tay của một người đàn ông xa lạ, đặc biệt là một người mang gương mặt u ám như Phong Hải Triều. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi mà tất cả mọi người ăn uống xong xuôi, trở vào phòng khách tiếp tục bàn công chuyện, Phong Hải Triều lại gọi Mạc Hà ra ngoài sân để nói chuyện riêng. Tôi định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Lúc đó ông và vợ ông có mặt là được rồi. Mạc Hà gật đầu, cảm thấy có chút biết ơn khi mà Phong Hải Triều có thể nói trước với ông một tiếng thế này. Ban đầu ông nghĩ anh là người cao quý, những việc anh muốn làm thì sẽ không hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Không ngờ anh lại vì một người con gái mà thay đổi như vậy. Cảm ơn cậu, bởi vì đã nói trước cho tôi biết. Hy vọng rằng cậu có thể thay tôi chăm sóc cho Trúc Vân thật tốt. Anh mỉm cười, nhìn xuống Mạc Hà không khác gì con kiến bé nhỏ đang cúi mình. Giọng nói của anh phát ra, không xem ý kiến của Mạc Hà ra gì. Nể tình ông biết điều nhiều năm như vậy, tôi cũng không tính toán chuyện cũ với ông. Còn bây giờ thì vào trong kia giải quyết cái tên phiền phức mà ông mang đến đi. Mạc Hà gật đầu như dã tỏi, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, đi vào bên trong để nói chuyện với Thiên Hàn Đình, cũng như là khuyên nhủ cậu ta nên từ bỏ tình cảm với con gái của mình. Bà nãy ta đã nói chuyện với cậu Phong rồi, ta đồng ý hôn sự của con và cậu ấy. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Thiên Hàn Đình nghe thấy ông nói với con gái như vậy thì trong lòng nảy sinh nghi hoặc và khó chịu. Anh ta đoán rằng bà nãy chắc chắn Phong Hải Triều đã đe dọa Mạc Hà. Nhìn vẻ mặt của anh rửng rưng như vậy cơ mà. Chú à, sao chú có thể đồng ý mối hôn sự này? Rõ ràng nhìn bề ngoài, người đàn ông này không đáng tin cậy. Chắc chắn hắn ta đã đe dọa chú điều gì rồi, có đúng không? Mạc Hà bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ông khó chịu lên tiếng, nhắc nhở Thiên Hàn Đình. Cháu lớn rồi, nói chuyện cũng cần chú ý một chút. Ta đồng ý chuyện hôn sự này là bởi vì ta tin rằng cậu Phong sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái của ta. Và con bé cũng rất thích cậu ấy. Thiên Hàn Đình tất nhiên là không phục với câu trả lời sơ sài của ông Mạc. Anh ta liền quay sang chất vấn Mạc Trúc Vân, muốn chính tai mình nghe câu trả lời từ cô. Thật sao? Em thích người đàn ông này thật sao? Có phải hắn ta cưỡng ép em đúng không? Em chịu uất ức gì thì cứ nói với anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em mà, Trúc Vân. Mạc Trúc Vân không hiểu sao lại có cảm giác bất an khi mà nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của Thiên Hàn Đình. Cô cũng không biết bản thân mình đã làm gì làm cho anh ta hiểu lầm về tình cảm của mình nữa. Tôi và Phong Hải Triều thật sự rất yêu nhau. Chúng tôi cũng dự định tiến đến hôn nhân trong thời gian gần. Hy vọng anh có thể hiểu và chúc phúc cho chúng tôi. Thiên Hàn Đình nở ra nụ cười ngờ nghịch. Anh ta không tin chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cả Mạc gia lại thay lòng. Rõ ràng Mạc Hà rất yêu quý anh ta. Rõ ràng Mạc Trúc Vân sinh ra là định sẵn sẽ gả cho anh ta. Vậy mà bây giờ cô lại dám kết hôn với người khác, dám phản bội Thiên Hàn Đình này. Không được, không thể nào. Là mày ép cô ấy có đúng không? Là mày cưỡng ép cô ấy. Chắc chắn là như vậy rồi.
Thiên Hàn Định vừa nói vừa muốn lao đến đánh nhau với Phong Hải Triều, nhưng anh không có ý định né tránh mà ăn trọn cú đấm của Thiên Hàn Định, làm cho mọi người đều bất ngờ. Thậm chí ngay cả bản thân Thiên Hàn Định cũng không ngờ Hải Triều lại không né đi. Thằng khốn này, anh bị điên rồi. Mạc Chu Vân đứng thẳng dậy cho Thiên Hàn Đình một cái tát đau đớn. Cô có phần hoảng hốt, quay sang chạm vào một bên mặt có dấu hiệu đỏ ửng lên của Phong Hải Triều, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Anh có làm sao không? Sao lúc nãy anh không né đi? Anh cứ như vậy để im cho anh ta đánh như vậy à? Người đàn ông bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Trúc Vân, giọng nói của anh càng oan ức hơn, làm cho cô đau lòng. Tôi xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng. Phong Hải Triều quay sang phía của Thiên Hàn Đình, nhếch mép cười, làm cho anh ta càng điên tiết. Rõ ràng đây là âm mưu của tên đàn ông nham hiểm này. Anh cố tình để cho Thiên Hàn Đình đấm mình một cái, mong nhận được sự thương xót của Trúc Vân. Thằng khốn này, mày... Mạc Hà thì không ngờ rằng Thiên Hàn Đình lại là người bạo lực như vậy. Ông không nghĩ chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà anh ta lại ra tay đánh người trước. Nếu để cho con gái của ông vào tay của anh ta thì e rằng cuộc đời con bé sẽ tan nát. Cậu cút khỏi đây cho tôi. Từ nay về sau tôi cấm cậu đặt chân đến Mạc gia thêm một lần nào nữa. Nghe ông Mạc nói như vậy, Thiên Hàn Đình tức giận bỏ về. Bình thường anh ta cố gắng xây dựng hình tượng thư sinh hiền lành bao nhiêu thì hôm nay anh ta thô lỗ bấy nhiêu. Đơn giản là bởi vì anh ta đang vô cùng tức giận khi mà thấy người mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm lại rơi vào tay của một người đàn ông lạ mặt khác. Mạc Chu Vân nhăn mày nhìn vết thương trên má bị đánh đến đỏ ửng của Phong Hải Triều, đoán chừng hôm sau nơi này sẽ sưng tím lên trông thấy. Thay vì thương cảm cho anh, giống như ban nãy thì cô nghĩ lại cảm thấy tức giận, vỗ vỗ nhẹ lên vết thương trên mặt của Hải Triều, làm anh bị đau mà cau mày. Em không thương tôi thì thôi đi, lại còn cố tình đánh vào mặt tôi như vậy sao? Cô không những đánh mà còn cố tình véo thêm vài cái. Biết rõ thân thủ của anh thì việc né cô đấm đó là chuyện dễ dàng như ăn kẹo. Ngay cả cái tên to con là Tiêu Túc mà anh còn xử lý một cách đơn giản, đừng nói đến một tên mang vẻ ngoài thư sinh là Thiên Hàn Đình. Rõ ràng anh có thể né được cú đấm đó của Thiên Hàn Đình mà anh cố tình không né, đúng không? Anh muốn tôi thương cảm cho anh nên anh cố tình để anh ta đấm mình chứ gì? Người đàn ông mạnh dạn gật đầu, bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương, dựa vào người của Mạc Trúc Vân. Em nói đúng rồi đấy, tôi muốn em để ý đến tôi. Tôi cũng muốn cái tên Thiên Hàn Đình kia tránh xa em ra, càng xa càng tốt. Cô chán nản thở dài, chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt của người đàn ông, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau đớn. Lần sau anh đừng để người ta đánh mình như vậy nữa. Anh chỉ có mỗi cái gương mặt này là khiến cho tôi hài lòng thôi đấy. Phong Hải Triều nghĩ ngợi gì đó, anh cầm lấy tay của cô di chuyển đến chỗ đang có phản ứng trên cơ thể của mình, kèm theo giọng nói đều cáng. Em nói dối, rõ ràng nơi nào đó trên cơ thể tôi cũng khiến cho em rất hài lòng, đâu chỉ có mỗi gương mặt này, đúng không nào? Mạc Trúc Vân biết anh đang cố tình trêu chọc mình, nhưng cô cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt. Cô khẽ mỉm cười, thuận thế ngồi trên người anh, bàn tay vẫn đang đặt trên cơ thể anh, chạm vào một cái rồi xoa xoa, khiến cho người đàn ông nhăn mày, hơi thở trở nên gấp gáp. Để tôi bôi thuốc cho anh nhé. Anh nhăn mày, bắt lấy cái tay đang muốn di chuyển của cô, vòng tay ra đằng sau, kéo sát eo nhỏ của cô về phía mình. Không cần bôi thuốc cũng được, em giúp tôi giải quyết chuyện gì đó. Rõ ràng em là người khơi mào trước. Mạc Chu Vân dễ gì để cho anh được như ý nguyện. Cô dùng tay còn lại xoa xoa bụng nhỏ của mình, khẽ thì thầm với đứa bé ở trong bụng. Bác sĩ nói 3 tháng đầu kiêng không ăn nái. Con nói xem, ba con không thương hai mẹ con mình một chút nào. Ba con là đồ xấu xa, có đúng không? Người đàn ông đen mặt nhìn cô. Đến anh cũng phải có ngày chịu thua trước cô sao? Mẹ con xấu tính lắm. Mẹ con hay nói xấu cha với con lắm, có đúng không? Sau này con phải theo phe của ba đấy.
Nhà này chỉ có mỗi hai ba con mình là yêu thương nhau thôi, bé con. Mạc Chu Vân đánh nhẹ lên vai anh, cô nghĩ phải tách hai ba con nhà này ra, không thể nào trông hai đứa trẻ suốt ngày cãi nhem nhẻm như thế này. Anh nói thêm một câu nữa là tôi sẽ để anh tự mình bôi thuốc, suốt ngày dạy hư con. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc khăn mềm qua vùng trán của anh, lau sạch mồ hôi, bụi bẩn sau một cuộc xung đột vừa xảy ra. Một bên má của anh có vết thương nhỏ, đỏ, nhức nhối. Cô cảm nhận được sự đau đớn khó chịu từ Phong Hải Triều và cố gắng giúp anh. Nhẹ nhàng mở nắp thuốc, lấy một ít thuốc lên đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vết thương với sự quan tâm từ tận đáy lòng. Với đôi tay nhẹ nhàng, cô bôi thuốc lên vết thương, áp xuống từ từ để thuốc có thể thẩm thấu vào da. Người đàn ông cảm nhận sự mát lạnh từ thuốc và cảm thấy sự an ủi khi mà cô nhẹ nhàng chăm sóc mình. Trong quá trình bôi thuốc, cô không chỉ tập trung vào vết thương mà còn dành thời gian nhìn sâu vào mắt của anh, thể hiện sự quan tâm, lo lắng bằng ánh mắt ấm áp, sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, hành động của mình. Khi mà hoàn thành việc bôi thuốc, cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên má của anh như muốn an ủi, động viên. Vết thương nhẹ sẽ mau chóng lành thôi, anh đừng quá lo lắng. Phong Hải Triều cảm nhận sự quan tâm của cô, tự dưng anh có ý nghĩ đáng ra nên để cái tên Thiên Hàn Đình đấm thêm mấy cái nữa, miễn sao vết thương càng nặng càng tốt. Như vậy là xong rồi sao? Mạc Trúc Vân gật đầu, cô chợt nhận ra điều gì đó, liền nhìn thẳng vào ánh mắt có phần mong chờ của người đàn ông, cuối cùng thỏa hiệp mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Như vậy được chưa nào? Anh mỉm cười, vòng tay ra sau giữa lấy gáy của Trúc Vân, nhanh chóng ngẩng mặt, tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn còn đang dang dở khi nãy của hai người. Khi chúng ta kết hôn, em phải hôn tôi như vậy ở trước mặt mọi người. Như vậy thì họ mới tin rằng chúng ta thực sự đang yêu nhau thắm thiết, em hiểu không? 3 ngày sau khi mà Trúc Vân xuất viện, phiên tòa xét xử Tiêu Túc chính thức diễn ra. Đa số đều là người thân của gia đình và nạn nhân đến tham gia, thậm chí còn có gia đình của người bị oan đến để đòi lại công bằng cho con trai của mình. Lâm Uyển đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mà thuê luật sư có tiếng tăm trong thành phố bào chữa cho tội lỗi của con trai mình. Thậm chí, bà ta chỉ cần bản án dành cho Tiêu Túc là chung thân thôi cũng được. Nếu luật sư có thể để cho con trai của bà ngồi tù vài năm, thì bà có thể cho người đó một nửa gia sản của mình. Phòng Hải Triều không rời Mạc Trúc Vân nửa bước. Anh vừa quan sát xung quanh, vừa liếc nhìn cô để xem biểu cảm của cô thế nào. Nếu cô có dấu hiệu bất thường, giống như kinh sợ hay buồn nôn, thì anh sẽ cho dừng phiên tòa ngay lập tức. Sau khi các nghi thức ban đầu của phiên tòa kết thúc, luật sư của Tiêu Túc bắt đầu đưa ra những bằng chứng để biện hộ cho thân chủ của mình. Phong Hải Triều thì không cần phải chuẩn bị nhiều giấy tờ như tên luật sư kia. Anh đưa ra một con dao, vài tờ giấy xét nghiệm ra trước mặt mọi người và cả trước mặt của thẩm phán. Bằng những lý lẽ thuyết phục, anh đã khiến cho luật sư bên phía Tiêu Túc cứng họng, không biết đáp trả thế nào. Ông ta lật hồ sơ liên tục để tìm ra một ý nào đó có thể minh oan cho thân chủ của mình. Nhưng mà chưa đầy 3 giây thì Tiêu Túc đã lên tiếng. Tôi xin nhận tất cả tội lỗi, luật sư nêu ra. Việc tôi lấy mạng bọn họ là bởi vì tôi cảm thấy bọn họ xứng đáng nhận sự ra đi như vậy. Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận hay không, thì tôi nhất định không hối hận. Điều duy nhất làm cho tôi hối hận lúc này, đó là đáng ra tôi nên lấy mạng cả hai người bạn họ mới đúng. Tôi phải lấy mạng cô ta và thằng khốn này. Tiêu Túc nói xong thì nở ra nụ cười man rợ, nhìn về phía của Mạc Trúc Vân chằm chằm. Đáng ra hắn ta muốn lấy mạng của Trúc Vân, khiến cho thằng khốn đang buộc tội mình biết cảm giác mất đi người mình yêu thế nào. Thẩm phán cũng không thể nào đứng yên mà nhìn bộ dáng ngông cuồng của Tiêu Túc thêm được nữa, đưa ra phán quyết cuối cùng là hình phạt cao nhất. Tiếng khóc ai oán của Lâm Uyển vang lớn, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh. Cuối cùng thì người có tội cũng bị xử phạt, người bị oan được giải oan và được đền bù xứng đáng. Tiểu Tung nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mẹ mình, hắn ta cúi đầu, thái độ thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, không còn tỏ ra ngông cuồng, hống hách, chỉ đơn giản
là bày ra biểu cảm giống như trút bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng. Thực ra, Tiêu Túc không hề nói dối chuyện hắn ta thường xuyên gặp ác mộng về ba mình. Có lẽ hành động đó đã ám ảnh hắn ta trong suốt một thời gian rất dài. Ngoài việc này ra, hắn ta nghĩ rằng chỉ có án tử hình mới thoát khỏi sự tra tấn liên miên trong tù. Chỉ cần hắn ta mất mạng, mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt. Sau khi Tiêu Túc bị xử tử, hai ngày sau người ta phát hiện ra Lâm Uyển cũng tự vẫn trong chính căn nhà đã gây ra vụ án năm xưa. Mạc Trúc Vân nghe Phong Hải Triều kể, bên pháp y báo cáo sự ra đi của Lâm Uyển vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí khi mà phát hiện ra, họ chỉ nghĩ bà ta đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ đối với người ngoài, bà ta là một người phụ nữ ích kỷ, độc ác. Nhưng đối với Tiêu Túc, bà ta là một người phụ nữ tốt đẹp nhất trên đời này, là một người mẹ tốt đẹp. Vì một số chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, nên Trúc Vân quyết định lấy lý do dưỡng thai để xin nghỉ việc ở trong bệnh viện. Còn khi nào cô đi làm trở lại, cô vẫn chưa biết. Chuyện nghỉ việc thế này đáng lý ra phải thông qua sự cho phép của Thiên Hàn Đình. Nhưng do ba cô là cổ đông lớn trong bệnh viện, cô chỉ cần được sự cho phép của ông là đủ rồi. Bình thường cô không làm gì thì sẽ lên mạng học hỏi thêm kiến thức về việc chăm sóc cho trẻ nhỏ. Cô muốn tự mình nuôi con khôn lớn mà không cần thông qua bất kỳ bảo mẫu nào. Đến cuối tuần, Phòng Hải Triều sẽ sang nhà đón cô đi ăn hoặc là đi dạo. Anh cũng vô cùng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cô. Thậm chí anh còn chuẩn bị áo ấm cho cô mỗi khi mà hai người ra ngoài đi dạo trên phố trong thời tiết có chút se lạnh vào mùa thu như thế này. Thời tiết se lạnh mùa thu mang đến cảm giác mát mẻ, dịu dàng. Mặt trời bắt đầu lặn, không khí trở nên lạnh hơn, gió nhẹ thổi qua cành cây, lá rụng xuống. Bầu trời mùa thu có màu xám nhẹ, tạo ra một cảm giác yên tĩnh và bình dị. Đám mây xám trôi qua, tạo ra hình dáng tuyệt đẹp, mang đến cảm giác mộc mạc, tĩnh lặng. Nhiệt độ giảm dần, gió nhẹ nhàng, mang theo hương vị mùa thu đặc trưng. Cảm giác mát lạnh của gió thổi qua da và tóc, làm cho con người cảm nhận sự thay đổi của các mùa trong năm. Trên mặt đất, lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, cam, đỏ và nâu. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một màn trình diễn màu sắc rất xinh đẹp, mang đến cảm giác thơ mộng và lãng mạn. Trong buổi sáng và buổi tối, có thể có sương mù nhẹ, tạo ra không gian mờ ảo, bí ẩn. Ánh sáng mặt trời chiếu qua sương mù là hiệu ứng ánh sáng màu sắc vô cùng xinh đẹp. Đây là một thời điểm lý tưởng để cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng của thiên nhiên, mang đến không gian thích hợp để thưởng thức những khoảnh khắc xinh đẹp, sâu lắng trong mùa thu. Theo như Mạc Trúc Vân quan sát, Phong Hải Triều rất ít khi nào mở lời trước. Đa số anh sẽ chờ cô hỏi và trả lời, sau đó hai người sẽ nói qua nói lại đến khi câu chuyện kết thúc. Mặc dù sắp cưới nhau và có con đến nơi rồi, nhưng cô lại chẳng biết gì về gốc gác hay họ hàng của Phong Hải Triều. Nhiều lúc cô muốn hỏi về ba mẹ hoặc người thân của anh, nhưng cô nghĩ tốt hơn hết là để anh tự nói với cô và thời gian anh cảm thấy thích hợp thì tốt hơn. Hôm nay cũng giống như những ngày cuối tuần khác. Đúng 6 giờ tối, anh sẽ sang nhà đón cô. Chỉ cần nhìn trang phục của anh là biết ngay anh từ tập đoàn sang đây luôn. Dường như anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng anh lại muốn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó dành cho cô. Mạc Trúc Vân ngồi vào trong xe, cô đôi mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông. Dường như là trực giác đang mách bảo cô chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Hôm nay chúng ta đừng ra ngoài ăn nữa. Anh đưa tôi về nhà anh đi. Tôi sẽ nấu bữa cơm thật ngon cho chúng ta cùng ăn. Đáy mắt của người đàn ông có chút dao động, anh không nói gì mà chỉ âm thầm gật đầu. Dường như anh đang muốn đáp ứng tất cả nguyện vọng của Trúc Vân. Anh chuyên tâm lái xe, đưa cô đến nơi mà mình đang ở. Không cần nói thì cô cũng đoán được nơi đó sang trọng, hiện đại thế nào. Đương nhiên, sự sang trọng đó cũng đi kèm với một giá trị vô cùng to lớn. Ngôi biệt thự hiện đại mang nét kiến trúc sang trọng là một tuyệt tác của sự tinh tế, sáng tạo. Với các đường nét mạnh mẽ, sự kết hợp hài hòa giữa các vật liệu như kính, kim loại, gỗ, ngôi biệt thự này tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Ở bên ngoài, ngôi biệt thự được thiết kế với các mặt tiền lớn, được bao phủ bởi các tấm kính lớn, tạo ra không gian mở và kết nối với tự nhiên xung quanh. Có dãy cửa sổ rộng và cánh cửa mở ra sân vườn tươi tắn, hồ bơi đẹp đẽ, tạo ra không gian sống ngoại vi hoàn hảo. Ở bên trong, ngôi biệt thự được trang trí với sự cân nhắc và tinh tế. Sàn nhà được làm bằng gỗ chất lượng cao, là một không gian sang trọng, ấm cúng. Các phòng được thiết kế với các bức tường màu trắng nhạt, là sự kết hợp với các vật liệu tự nhiên là gỗ và da, là sự kết hợp hài hòa và cân bằng tuyệt đối. Phòng khách rộng lớn với bộ ghế và sofa êm ái là không gian thoải mái để thư giãn và giải trí. Những chất liệu, màu sắc sang trọng được sử dụng mang đến không gian đẳng cấp quý phái. Cầu thang tinh tế, phòng ngủ rộng rãi được trang bị các tiện nghi hiện đại và phụ kiện nội thất cao cấp. Phòng tắm được thiết kế với chất liệu sang trọng, đá tự nhiên và gương lớn, tạo ra không gian thư giãn tinh tế. Ngôi biệt thự này còn có các tiện ích như phòng gym, xông hơi, giải trí, là không gian đẳng cấp tiện nghi cho cả gia đình. Trước đây cô nhớ đã từng đến một lần, nhưng lần đó và lúc mà cô không tỉnh táo, bị anh đưa đến đây nên cô không nhớ rõ từng chi tiết về căn biệt thự cho lắm. Anh sống nơi này một mình thôi sao? Cô bước vào bên trong nhưng mà chỉ thấy người hầu đi qua đi lại chuyên tâm làm việc, dường như không thấy bóng dáng của người thân hay ba mẹ của anh đang ở đây. Anh không nhìn cô, vô thức lên tiếng trả lời. Sau này tôi có em rồi, còn gì nữa? Anh bày ra bộ dáng mệt mỏi, bước từng bước lên trên lầu. Anh để cô tùy ý sử dụng nhà bếp. Còn bây giờ anh phải đi tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ quần áo khác cho thoải mái. Anh vừa tắm xong, đứng trong phòng tắm, cảm giác sảng khoái và sự tươi mới lan tỏa trong cơ thể. Anh thay ra bộ đồ được chuẩn bị sẵn, cơ thể vẫn còn ẩm ướt, thơm mát từ nước hoa tắm, mang đến mùi hương tươi mới dễ chịu. Anh đứng trước gương một lúc lâu, rồi quyết định đi xuống nhà để xem là cô chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi. Mặc Trúc Vân đang chuẩn bị bữa tối cho anh với sự tận tâm và quan tâm rất đặc biệt. Cô đứng trong gian bếp, ánh đèn mềm mại chiếu sáng, mang đến không gian ấm cúng. Cô mặc áo bếp, là vẻ ngoài chuyên nghiệp và thoải mái. Cô nhanh nhẹn, tỉ mỉ, bắt đầu bằng việc chọn những nguyên liệu tươi ngon, sắp xếp chúng trên bàn ở trong bếp. Cô chuẩn bị chế biến 3 món ăn mặn, thêm một món xào và canh cho anh với mục đích là mang đến cho anh bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Ánh đèn vàng chiếu xuống, trông cô vô cùng xinh đẹp. Cô chọn miếng thịt ba dọi đẹp mắt, cắt ra thành từng miếng vừa phải, chuẩn bị sẵn các gia vị tỏi, hành, nước mắm, đường, muối, tiêu và một số gia vị khác. Sau đó thì sử dụng một nồi nấu để lửa nhỏ, thêm ít dầu ăn vào trong nồi và đun nóng. Sau đó cho thêm các gia vị và đồ ăn chính. Trong lúc chờ thịt mềm, cô bắt đầu chế biến món xào. Cuối cùng thì bắt đầu chế biến món canh. Trong quá trình nấu ăn, cô tỉ mỉ kiểm tra từng món, đảm bảo hương vị hoàn hảo. Cô sử dụng các gia vị và mùi hương tinh tế, tạo ra hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian. Sắp xếp các món ăn trên bàn với sự tỉ mỉ. Đĩa, chén, ly được sắp xếp đẹp mắt, tạo ra bữa ăn ấm cúng và hấp dẫn. Khi mọi thứ sẵn sàng, cô gọi Phong Hải Triều đến bàn ăn. Anh còn đứng đó làm gì? Mau đến đây ăn thôi. Anh bước đến bên cạnh cô, chậm rãi ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô giống như đang làm nũng. Đáng lý ra, tôi nên đưa em về nhà mình sớm hơn mới phải. Cô quay người lại, nhìn bộ dáng bây giờ của người đàn ông. Tóc anh chưa được lau khô hoàn toàn, rũ xuống một cách tự do. Đôi mắt không còn kiên định như ngày thường, trông chúng có vẻ mệt mỏi và chứa nhiều tâm sự. Anh bảo sau này có tôi rồi còn gì nữa, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, như vậy được chưa nào? Lúc này đây anh mới ngoan ngoãn gật đầu, buông cô ra, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn để xem là cô chuẩn bị những món gì cho mình. Em nấu món gì thế? Anh chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn như thế này, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Trúc Vân để nghe cô giải thích. Đây là món thịt kho trứng, rau xào, canh rau củ. Bình thường trong một bữa cơm gia đình sẽ bao gồm những món thế này. Chẳng lẽ khi anh còn nhỏ, mẹ anh không nấu cho anh những món này sao? Phong Hải Triều gắp miếng thịt kho mềm bỏ vào trong miệng,
rồi mới nhàn nhạt lên tiếng đáp. Mẹ tôi mất lâu rồi, còn ba tôi thì hay bận rộn, đều là người làm, nấu cái gì tôi ăn đó. Chuyện cũng lâu rồi, nên đối với tôi, việc ăn uống không quan trọng cho lắm. Cô im lặng, nghe thôi, không nói gì, rồi cầm chén của anh, đưa cho anh ít cơm, chuyển chủ đề khác để hai người dễ dàng nói chuyện hơn. Món này đậm đà, nên anh phải ăn chung với cơm thì mới đúng. Nếu anh thích những món thế này, thì lần tới tôi sẽ nấu tiếp cho anh ăn. Người đàn ông gật đầu, giữ im lặng tiếp tục thưởng thức từng món ăn cùng cô. Dường như trong thâm tâm của anh, thật sự là muốn khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi. Mạc Trúc Vân ra ngoài gọi điện cho ba mẹ mình để nói về chuyện đêm nay cô sẽ không về nhà. Dù sao thì bây giờ cũng là 8 giờ tối, quãng đường từ biệt thự của anh đến nhà cô khá xa. Cô không thể nào làm phiền anh đưa về. Hôm nay con không về nhà đâu mẹ. Trời tối rồi, con sẽ qua đêm ở nhà của anh ấy luôn, cho tiện ạ. Được, nhưng mà con nhớ chú ý đấy nhá. Bác sĩ dặn dò 3 tháng đầu mang thai không được phép làm chuyện vợ chồng đâu. Con nhớ rồi, mẹ cứ yên tâm. Cô vừa bước vào trong nhà đã thấy Phong Hải Triều đang ngồi trên ghế xem phim điện ảnh trắng đen vô cùng nhàm chán. Thời bây giờ rất ít người còn xem thể loại phim điện ảnh như thế này. Đa số mọi người sẽ lựa chọn những bộ phim có độ phân giải tốt, nhiều màu sắc rực rỡ. Cô biết bộ phim mà anh đang xem. Cho dù cô không phải tiếp người nghiện những bộ phim tình cảm đen trắng, nhưng có một số tác phẩm nổi bật cô vẫn biết. Suy đi nghĩ lại thì thể loại phim này thật sự không phù hợp với Phong Hải Triều. Cô không nghĩ nhiều, ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn về màn hình TV đang phát sóng, cuối cùng thì không nhịn được lên tiếng. Anh thích xem những bộ phim thế này sao? Thời nay tôi hiếm thấy người nào còn xem những bộ phim đen trắng như vậy lắm. Anh gật đầu, mắt vẫn đang dán chặt lên màn hình TV để xem các sự kiện tiếp theo của bộ phim. Mặc dù tình tiết và màu phim khá cũ, nhưng lại khiến cho anh có giấc ngủ ngon sau khi xem xong. Mấy phim này Kỷ Minh Thành gửi cho tôi. Bình thường tôi rất khó ngủ, nên cần phải xem những bộ phim nhàm chán thế này mới có thể yên tâm ngủ ngon. Cô đoán được trước tình tiết của phim rồi, nên không muốn xem cho lắm. Ngồi được một lúc thì mắt đã mờ đi. Bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc, cho đến khi nào bộ phim nhàm chán này kết thúc. Nếu em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, không cần ở đây chờ cùng tôi đâu. Cô lắc đầu, dựa vào vai của anh rồi nhắm mắt. Giọng nói thập phần lười biếng vang lên. Tôi sẽ dựa tạm vào đây, khi nào anh ngủ thì chúng ta sẽ cùng đi ngủ. Cô nói miệng là dựa tạm, nhưng mà chưa được 5 phút cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ bao giờ không hay. Cảm giác yên tâm ấm áp cứ như vậy bao phủ lấy cô. Kể cả tiếng nói chuyện rì rầm của tivi cũng không làm cho cô tỉnh giấc được. Một tiếng sau, bộ phim kết thúc. Lúc này đây, anh cũng có chút buồn ngủ, không nỡ đánh thức cô dậy, đành bế cô lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn. Phòng Hải Triều định sang phòng khác để ngủ, thì bất ngờ cô lại kéo tay anh lại, dùng ánh mắt có phần mơ màng nhìn về phía anh. Muộn thế này rồi, mà anh còn đi đâu? Mau nằm xuống đây ngủ đi chứ. Mạc Trúc Vân chủ động nhích người sang một bên để nhường chỗ cho anh nằm xuống bên cạnh. Chỗ này ấm lắm đấy, anh ngủ ở đây đi. Phong Hải Triều cũng nằm xuống bên cạnh cô. Anh còn định kéo chăn đắp cho bản thân mình thì cô đã nhanh chóng ngồi dậy, dùng chăn che phủ kín mít cho cả anh và cô. Anh ngủ đi, ngủ ngon nha. Anh quay người sang ôm lấy cô từ đằng sau. Gương mặt anh rúc vào trong tóc của cô, giống như đang tìm kiếm hương thơm của cô vậy. Em cũng ngủ ngon nha. Mặc Trung Vân không nói gì, cô cứ như vậy để Hải Triều ôm lấy mình, cả hai người cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Trong bóng tối, ánh trăng trải qua cửa sổ lan tỏa một màu sắc dịu nhẹ, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Bầu trời với những vệt mây trôi qua tạo ra không gian thơ mộng yên tĩnh. Giữa ánh trăng có hai con người chìm vào trong giấc ngủ tràn đầy yên bình, hòa mình vào cảm giác mát mẻ, êm dịu của ánh sáng này. Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng làm tăng thêm sự gần gũi và kết nối giữa anh và cô, là một không gian riêng tư nơi họ có thể cảm nhận sự hiện diện tình cảm của nhau mà không cần nói ra một lời nào. Mạc Trúc Vân tỉnh giấc được một lúc, nhưng mà cô vẫn thấy anh đang ôm lấy eo cô rất chặt
mắt thì nhắm nghiền lại, giống như vẫn đang ngủ say. Do hôm qua cô đi ngủ sớm hơn, nên hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Lúc cô quay sang nhìn, thì đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Đây cũng là khoảnh khắc đón bình minh đẹp nhất trong ngày. Cô chậm rãi gỡ tay của Hải Triều ra, lấy áo choàng mỏng khoác vào người, rồi ra ban công, ngắm nhìn khung cảnh bình minh xinh đẹp. Bình minh là một khoảnh khắc đáng trông đợi, nơi mà thiên nhiên tràn đầy sức sống, mang đến cảm giác tươi mới, mở ra một ngày mới với nhiều cơ hội mới. Em dậy sớm đấy. Phòng Hải Triều ôm lấy cô từ đằng sau, đôi mắt nặng trĩu rũ xuống, dựa vào vai cô, dựa qua dựa lại. Ban nãy anh đang ngủ ngon, còn định quay người sang ôm cô, nhưng mà sờ qua sờ lại không thấy cô đâu. Mặc dù trên giường vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ cô rời đi chưa được bao lâu. Anh nhìn ban công nơi có gió thổi vào, đoán chừng cô đang ở ngoài nên lững thững đi tìm cô trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ. Sáng sớm như vậy vẫn còn lạnh lắm đấy, chúng ta vào trong ngủ tiếp đi. Cô đưa tay xoa đầu của Hải Triều, nảy ra ý tưởng muốn cùng anh đi bộ tập thể dục thay vì ngủ một cách vô nghĩa như thế này. Chúng ta đi tập thể dục đi, ngủ nhiều quá cũng không tốt. Anh chán nản nhăn mày, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải khuất phục trước Trúc Vân. Anh này phải chuẩn bị để xuống sân đi bộ cùng với cô. Hai người cứ như vậy bước đi trên con đường rợp bóng cây, nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tán lá, tạo ra những mảng sáng bóng đổ trên đường đi. Ánh nắng ban mai là màu sắc ấm áp tràn đầy hy vọng. Anh và cô cùng nhau cười nói, cùng nhau trò chuyện, là một không khí vui vẻ và thoải mái. Bước đi của hai người vô cùng đồng điệu, tạo ra cảm giác hòa quyện, gắn kết. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh căn biệt thự, cây cối xanh tươi, hoa nở rộ ở trên đường, khung cảnh thơ mộng và bình yên. Rõ ràng nơi này người làm chăm sóc rất tốt trong thời gian dài. Cô có chút thắc mắc trong lòng, quay sang hỏi anh. Tôi muốn tự trang trí cho lễ cưới của chúng ta, nên khi nào anh tiến hành chuẩn bị thì nhớ phải nói với tôi một tiếng đấy nhé. Anh gật đầu, suy nghĩ gì đó, rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang cô, cuối cùng lên tiếng hỏi. Em còn có việc trong bệnh viện cơ mà, tôi không muốn cho em vất vả đâu. Cô mỉm cười trước gương mặt có chút buồn bã của anh, lên tiếng trấn an. Tôi đã nghỉ việc trong bệnh viện rồi, thời gian này tôi chỉ ăn, ngủ, nghỉ ngơi thôi, nên chẳng có gì vất vả cả. Người đàn ông không giấu nổi sự vui mừng, anh quay sang nắm lấy vai của cô, hỏi cô thêm một lần nữa. Thật sao? Em nghỉ việc rồi sao? Vậy là từ nay trở đi, em sẽ không gặp cái tên Thiên Hàn Đình kia nữa, có đúng không? Cô miễn cưỡng gật đầu. Cô biết ngay khi mà mình vừa nói ra chuyện này thì anh sẽ vui mừng như vậy. Vốn dĩ anh muốn cô tránh xa tên kia từ lâu rồi. Đương nhiên là thật rồi. Anh ghét Thiên Hàn Đình như vậy cơ mà. Tôi mà ở gần anh ta thêm một ngày nào nữa thì anh sẽ ghen tuông đến nổ tung lên mất. Anh ậm ừ không biết nói gì tiếp, nhưng mà trong lòng anh đang vô cùng vui vẻ bởi vì cô đã nghĩ cho anh. Vậy là ít ra trong lòng cô vẫn có sự hiện diện của anh rồi. Phòng Hải Triều giao lại việc chuẩn bị lễ cưới cho Mạc Trúc Vân, bởi vì sắp tới anh còn một số chuyện phải giải quyết ở tổ chức. Tạm thời thời gian này anh không thể nào đến gặp cô thường xuyên như trước đây. Nói đúng hơn là cứ một năm hai lần, vào đầu năm và giữa năm, Phòng Hải Triều phải trực tiếp đến gặp mặt đối tác để giao dịch vũ khí. Đa số đối tác đến từ Trung Đông, họ yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp ra mặt, địa điểm là bên kia tự quyết định. Bình thường anh sẽ mang theo Kỷ Minh Thành như một trợ thủ đắc lực bảo vệ an toàn cho mình, nhưng mà lần này anh lại mang theo Âu Khiêm. Anh vẫn không tin tưởng mức độ trung thành tuyệt đối của con người này, mặc dù cậu ta đã bảo vệ anh rất nhiều lần trước đó. Trước khi giao dịch được diễn ra, Kỷ Minh Thành bắt buộc phải kiểm tra lại tất cả hiện trạng và số lượng của từng loại vũ khí, tránh để các bên có liên quan lợi dụng giao dịch mà thực hiện âm mưu bất chính. Nhìn chung thì bang phái mà bọn họ đề phòng nhiều nhất đó chính là Bạch Hổ, do một lão già cầm đầu. Người này cũng là người ngang tài ngang sức khi đối đầu với cha của Phong Hải Triều trên mọi lĩnh vực. Không may ba anh mất sớm, trách nhiệm này lại giao cho anh gánh vác. Từ khi mà anh nắm giữ toàn quyền quyết định bang phái, anh được xem là đối thủ mới của lão già bang Bạch Hổ.
Hai người âm thầm tranh chấp với nhau trong từng vụ giao dịch, không thể nào tránh khỏi đối phương giở trò chơi xấu. Mặc dù lần này Kỷ Minh Thành không trực tiếp đứng bên cạnh anh để cùng anh giao dịch, nhưng mà cậu ta được giao nhiệm vụ bảo vệ từ xa, kiêm tay súng bắn tỉa, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Khu vực giao dịch được lựa chọn là cảng Oni, cách xa trung tâm thành phố 100 km về tây nam. Xung quanh khu giao dịch đặt 4 trụ đèn lớn chiếu sáng toàn cảnh, được bao phủ bởi núi rừng nằm bên trong và thuyền lớn ở ngoài biển. Anh không muốn có bất kỳ sơ suất nào diễn ra trong quá trình giao dịch, nên cố tình chia người của mình làm 3 đội, bao gồm lính bắn tỉa chuyên nghiệp do Kỷ Minh Thành dẫn đầu. Đội 2 là theo anh trực tiếp giao dịch. Tất cả thành viên trong đội 2 đều có khả năng sử dụng súng ngắn chuyên nghiệp, có thể đối diện trực tiếp với kẻ địch. Đội 2 này là do Âu Khiêm dẫn đầu. Đội 3 là thành viên trực ở khu vực gần chân núi, tất cả đều sử dụng súng hạng nặng, kỹ năng lái xe chuyên nghiệp. Số lượng xe chống đạn được dự kiến có thể tất cả trở về nơi an toàn. Đội 3 giao cho Hàn Lâm dẫn đầu. Ba đội đều có thể liên lạc, hỗ trợ nhau thông qua thiết bị được đeo trên tay. Mỗi thiết bị đều có giá trị hàng ngàn đô. Ban đầu, dưới thời của cha anh, bọn họ còn sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau. Nhưng bởi vì anh cảm thấy sử dụng bộ đàm quá vướng víu, dễ xảy ra lỗi kỹ thuật, nên anh đầu tư cho lính của mình những thiết bị hiện đại nhất. Ngay cả vũ khí cũng được trang bị loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Nửa đêm, không khí của biển trở nên lạnh lẽo và mát mẻ, tạo ra không gian bí ẩn, tĩnh lặng, mặt trăng lấp ló trên biển. Bầu không gian màu xanh đen, bí ẩn, thú vị. Tiếng sóng vỗ vang lên như những âm thanh êm dịu, lắng đọng. Anh mang theo đội 2 đến nơi giao dịch, ánh mắt hướng về phía đoàn tàu vừa cập bến. Sau 10 phút chuẩn bị, đối tác kia cũng xuất hiện. Ngoài ông ta ra, còn có rất nhiều lính đặc nhiệm đi cùng để bảo vệ. Trên tay mỗi người đều mang theo những loại súng hạng nặng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Người đàn ông ngoại quốc không thể nào giao tiếp tiếng Anh trôi chảy như Phong Hải Triều. Ông ta mang theo trợ lý phiên dịch. Dù sao thì nội dung của cuộc trò chuyện cũng chỉ là giao tiền, giao hàng. Bọn họ không muốn xen vào chuyện của đối phương, nên những cuộc giao dịch thế này chỉ kéo dài khoảng 15 phút là nhiều. Anh cho người vận chuyển vũ khí lên tàu của đối tác. Sau khi xong xuôi đâu vào đó, đưa mắt nhìn đoàn tàu lớn rồi đi. Lúc này tâm trạng của anh mới bớt căng thẳng phần nào. Anh vừa định quay sang khen Âu Khiêm vì thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu ta, thì Âu Khiêm đã nhanh chóng tiến về phía của anh. Đúng lúc anh không cảnh giác nhất, Âu Khiêm đã dùng dao mà lao mạnh về phía của anh tấn công. Mẹ kiếp! Âu Khiêm không ngờ phản xạ của Phong Hải Triều lại nhanh đến như vậy. Đáng lý ra đường dao phải ghim trực tiếp vào trái tim của anh mới đúng, nhưng mà không ngờ chỉ sượt một đường dài từ vai xuống khuỷu tay. Ngay khi mà Âu Khiêm ám sát thất bại, từ đâu tiếng súng và tiếng pháo hoa nổ trên trời vang lên. Đội bắn tỉa bị hoa mắt. Kỷ Minh Thành cũng ngắm trượt hướng, khiến cho viên đạn chỉ ghim vào vai của Âu Khiêm. Đội bắn tỉa bên phía bang Bạch Hổ đang ẩn nấp đằng sau núi, liên tục xả súng vào đội 2 của Phong Hải Triều đang ở dưới khu bãi biển, làm cho bọn họ không kịp trở tay. Khu rừng sau núi rất tốt, nên để cho đội 1, Kỷ Minh Thành dẫn đầu, có thể tra ra được vị trí của bọn họ là một điều rất khó khăn. Anh nhận thấy tình hình không ổn, bên phía của mình bất lợi về mặt ánh sáng, liền thông qua bộ đàm liên lạc với Kỷ Minh Thành. Chuyển hướng xử lý đèn ở 4 cột trụ đi, sau đó sử dụng kính nhìn xuyên đêm giải quyết bọn lính bắn tỉa ở sau núi đi. Anh vừa hạ lệnh xong, Kỷ Minh Thành đã bắn bể hết tất cả các đèn chiếu xuống bãi biển, khiến cho không gian trở nên tối mịt. Tiếng súng cũng nhanh chóng giảm dần, nhưng đang xác định lại phương hướng, tránh trường hợp bắn nhầm người của mình. Không gian trở nên tối tăm, lần này cuộc săn người mới chính thức bắt đầu. Đội 3 nhận được lệnh từ đội 1, bọn họ bắt đầu cho người mang theo vũ khí hạng nặng lên núi để săn người của Bạch Hổ. Theo như anh dự đoán thì bọn họ chỉ mang theo tầm 50 người. Chiến lược của bọn họ là dàn trải lính của mình ra thành hình vòng cung, đứng từ bên ngoài vây bắt kẻ thù, làm cho kẻ thù tưởng rằng số người bên họ rất nhiều.
Anh đoán chừng Bang Bạch Hổ lần này ra tay đơn giản là muốn đưa Âu Khiêm trở về nếu cậu ta ám sát thất bại. Nói không chừng cái tên Âu Khiêm này chính là con trai của lão già Âu Hạo. Lần này cậu ta muốn chứng tỏ năng lực cho cha mình thấy, nên hạ mình ẩn nấp ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian dài như vậy. Nghĩ đến đây, Hải Triều mỉm cười. Anh không cần phải dùng kính nhìn xuyên đêm, cũng có thể tìm ra được vị trí của Âu Khiêm. Ban nãy cậu ta vừa tiếp cận anh đã vô tình ngửi được mùi nước hoa đặc thù trên cơ thể cậu ta. Anh không phải là người nhân hậu với kẻ thù, càng không phải là người trưởng thành, đáng kính đến mức có thể tha cho con trai kẻ thù. Anh đứng ngay đằng sau Âu Khiêm. Cậu ta nhận ra được vị trí của anh thì viên đạn đã xuyên qua trán cậu ta. Anh ngồi trên người của Âu Khiêm, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi dài. Cuối cùng thở ra làn khói trắng, ánh mắt trầm tĩnh đến kỳ lạ, nhìn về phía ngọn núi đang xảy ra vụ tranh chấp kinh hoàng. Từng tiếng súng vang trời, tiếng đạn rơi vãi, vang lên trong bầu không gian yên tĩnh. Anh không quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra và sự an toàn của bản thân mình. Việc anh muốn thì anh vẫn cứ làm, ví dụ như là ngồi đây hút cho xong điếu thuốc còn dang dở. Tự dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh nhíu mày, không nhìn đến tên người gọi, đưa lên tai nghe máy. Đêm rồi, anh còn ra biển làm gì? Bây giờ ở biển lạnh lắm đấy. Là em sao? Em không ngủ đi, gọi cho tôi làm gì chứ? Tôi chỉ muốn nói về tiến độ của việc chuẩn bị lễ cưới. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn biết lý do tại sao anh lại ra biển vào ban đêm như vậy thôi. À, tôi thích biển, cảm giác dễ chịu ấy mà. Nếu anh thích thì lần sau chúng ta sẽ đi biển cùng nhau. Còn bây giờ anh nên về nghỉ sớm đi, ngoài biển lạnh lắm đấy. Tôi hiểu rồi. Người đàn ông nhìn sang cánh tay vẫn còn đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Tự dưng anh nghĩ ra điều gì đó, liền liên lạc với Kỷ Minh Thành. Tôi về trước đây, chuyện ở đây giao cho cậu, nhớ xử lý sạch sẽ, gọn gàng. Anh cảm thấy việc đi xe trở về trung tâm thành phố khá lâu nên quyết định chờ trực thăng đến. Còn Hàn Lâm phụ trách đưa những người khác về sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ. Anh chỉ dùng tạm một mảnh vải quấn chặt vết thương, miễn sao không mất mạng là được rồi. Khi mà còn 10 phút nữa máy bay sẽ đáp cánh thì lúc này anh mới gọi cho cô một lần nữa. Tôi bị thương rồi, chảy máu nhiều lắm, em giúp tôi với. Mạc Trúc Vân nghe giọng nói yếu ớt của người đàn ông làm cô thật sự hoảng hồn. Cô vội đến mức chỉ khoác được một cái áo khoác ngoài, sau đó thì tự mình lái xe đến biệt thự tìm anh. Cô vừa đến thì thấy Hải Triều đang dựa vào trực thăng, cánh tay liên tục chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thấm ướt mảnh vải mỏng, thậm chí còn vài giọt chảy xuống đất, trông vô cùng đáng sợ. Bởi vì cô đang mang thai, không thể nào ngửi được mùi máu tanh, chỉ đành nhờ người làm trong nhà giúp đỡ đưa anh vào bên trong phòng khách. Cô tìm dụng cụ y tế sơ cứu vết thương cho anh. Để tránh cho mùi tanh xộc lên mũi, cô lấy chút dầu hoa hồng mà cô thường dùng cho vào trong khăn tay, cuốn lên mặt để tránh phải ngửi mùi tanh trực tiếp. Cô không hỏi anh lý do tại sao anh bị thương mà chỉ tập trung sơ cứu, băng bó lại vết thương cho anh. Cô học chuyên về ngành tâm lý nên những việc băng bó như thế này cô không giỏi, bình thường đều là do Tiểu Ái giúp cô. Nhưng sau lần Kỷ Minh Thành bị thương đó, cô đã cố gắng học thêm việc sơ cứu vết thương cho bệnh nhân để sau này có lúc cần thì có thể dùng được. Bây giờ cô biết nên dùng cho người nào rồi. Anh ngồi trên biển rồi chẳng may bị thuyền lao trúng nên mới bị thương nặng như thế này sao? Ban nãy anh không cẩn thận làm cho thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra hơi nhiều so với dự tính, nên bây giờ đầu óc của anh có phần choáng váng. Anh biết cô đang đùa cợt với mình, nhưng không có một chút sức lực nào để đáp trả câu nói đùa của cô. Ngày mai chúng ta nói chuyện đi, tôi mệt rồi. Cô không phải trần người đàn ông này ngay bây giờ, bởi vì cô biết cho dù có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe. Để rồi xem ngày mai cô sẽ trừng trị anh như thế nào đây. Sau khi sơ cứu vết thương cho Phong Hải Triều xong, cô nhanh chóng đi rửa tay, tháo cái khăn đang che kín mặt của mình ra. Lúc này mới nhẹ nhõm thở ra mấy hơi. Cô không hiểu sao vẻ mặt của anh lại bình tĩnh đến mức độ như vậy
sau khi mà bị một vết dao khá lớn tấn công từ vai đến khuỷu tay. Với kiến thức của cô, nếu là người khác bị trúng vết thương lớn như vậy, e rằng đã mất mạng từ lâu rồi, hay cùng lắm là đang thoi thóp trên giường bệnh bởi vì mất quá nhiều máu. Ấy vậy mà Phong Hải Triều có thể đứng vững, thậm chí lại còn đủ tỉnh táo nói với cô mấy câu trước khi anh ngất đi. Cô trấn tĩnh hơi thở, sau đó ra ngoài dọn dụng cụ y tế còn sót lại ban nãy. Tự dưng có mùi thuốc súng và một mùi khá mặn xộc lên mũi của cô. Mùi mặn thì có thể giải thích được do anh mới từ biển trở về, còn mùi thuốc súng này giống như mùi mà cô từng ngửi thấy được trên người Kỷ Minh Thành. Nếu như đúng với suy đoán của cô thì Phong Hải Triều vừa ra cảng biển giao dịch vũ khí với đối tác nước ngoài, có thể là đối tác đến từ vùng Trung Đông, vì người Trung Đông thường sẽ đi thuyền đến để giao dịch. Cô ngồi dựa lưng vào thành sofa, gương mặt có chút cau có, sau đó khẽ thì thầm với đứa con còn chưa thành hình trong bụng của mình. Con nói xem, con có thích một người ba có sở thích buôn lậu vũ khí và bạo lực không? Cô ngồi một chút, nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nhanh chóng đứng dậy đối diện với Phong Hải Triều, dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía của anh. Anh giỏi lắm, Phong Hải Triều, chuyện như vậy mà cũng dám giấu tôi. Người đàn ông vô thức nhăn mày, không phải là vì vết thương đau đớn, mà là bởi vì anh vừa giống như nghe được một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Dường như chỉ cần đợi anh mở mắt ra, cả thế giới này sẽ nhanh chóng bị sụp đổ bởi những lời tra hỏi của cô. Vì khả năng hồi phục vết thương vô cùng tốt, Phong Hải Triều chỉ ngủ khoảng 6 tiếng là tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Anh còn đang định đi tìm cô thì cô đã xuất hiện trong tầm mắt của anh rồi. Có điều thái độ của cô lại khiến anh có chút sững người, không dám tiếp cận. Em sao thế? Anh đã muốn ôm cô thì đã bị cô đẩy mạnh ra, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm về phía của anh. Chúng ta đừng kết hôn nữa. Người đàn ông hoảng loạn đến tột cùng. Chẳng lẽ bộ dáng ngày hôm qua của anh đã dọa cô sợ rồi sao? Tại sao cô lại không muốn kết hôn với anh nữa cơ chứ? Còn con của hai người thì biết phải làm thế nào đây? Em sao thế? Sao tự dưng lại bảo không kết hôn nữa? Chẳng lẽ hôm qua tôi làm phiền đến em, cho nên em ghét tôi luôn rồi? Nếu như vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Người đàn ông lẽo đẽo đi theo sau Trúc Vân, đến khi mà cô chịu giải thích với anh thì mới thôi. Rõ ràng mấy hôm trước tình cảm của hai người còn đang phát triển rất tốt, mà bây giờ không nói không rằng lại muốn hủy hôn. Em sao thế, Trúc Vân? Em giận tôi chuyện gì à? Cô nhăn mày nhìn anh làm anh chột dạ. Cô chỉ muốn dọa anh một chút thôi, ai ngờ anh cuống cuồng hết cả lên. Có điều chuyện nào ra chuyện đấy, cô vẫn phải tính toán với anh chuyện hôm qua. Chẳng phải là chúng ta đã nói rõ ràng với nhau về việc không được giấu giếm đối phương bất kỳ chuyện gì rồi à? Anh nói xem, anh giấu tôi biết bao nhiêu chuyện chứ? Người đàn ông có mất mạng cũng muốn nói dối đến cùng. Anh chỉ nghĩ đơn giản là cô đang suy đoán lung tung nên ra sức trấn an. Tôi có giấu em chuyện gì đâu. Ngày hôm qua tôi bị thương là do sự cố ngoài ý muốn thôi. Mạc Trúc Vân nhìn bộ dáng chối bay chối biến của người đàn ông thì lại càng tức giận hơn. Thà rằng anh cứ thừa nhận cô còn hiểu cho anh một phần nào đó, đằng này anh cứ lấp lửng rồi tìm lý do vớ vẩn để mà che đậy sự thật. Anh nói đi, anh buôn vũ khí có đúng không? Hôm qua anh vừa đến cảng biển để giao dịch vũ khí, vô tình để cho bản thân mình bị thương có đúng không? Phong Hải Triều nhăn mày, chẳng lẽ trong lúc ngủ anh đã nói mơ chuyện gì đó với cô cho nên cô mới biết sao? Sao em biết? Mặc Trúc Vân tiến về phía anh, chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh. Trên người anh có mùi thuốc súng và mùi mặn. Vết thương trên vai anh là do một loại dao ngắn khá sắc ghim vào. Lẽ ra vết thương này phải được ghim vào tim, nhưng do phản xạ của anh tốt mới né được kịp thời, làm con dao bị lệch hướng. Tôi đã nói trước với anh là chúng ta thành thật với nhau về mọi chuyện cơ mà. Anh đừng nghĩ có thể giấu được tôi bất kỳ một chuyện gì. Anh rất thích sự thông minh và nhạy bén của Mạc Trúc Vân,
Nhưng mà không phải lúc nào sự thông minh, nhạy bén này cũng bộc lộ ra bên ngoài như thế chứ. Càng là chuyện có liên quan đến anh thì anh lại càng mong cô là một cô gái ngây thơ ngoan ngoãn, đừng thông minh làm gì. Nếu em biết rõ như vậy thì chắc là tôi không cần phải giải thích lại với em đâu nhỉ. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô thật sự là muốn đánh cái vẻ đẹp trai kia mấy cái cho đỡ tức. Anh không định xin lỗi tôi sao? Anh còn tưởng rằng cô sẽ chỉ trích anh thêm mấy câu, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì, chỉ đơn giản là cần một câu xin lỗi của anh thôi. Nếu biết trước thì anh đã thừa nhận đại cho xong và xin lỗi rồi. Tôi xin lỗi vì đã giấu em. Cô thở dài, đưa tay chạm lên gương mặt đang tỏ ra hối lỗi của người đàn ông. Nếu anh có thể lột đi vẻ đẹp trai này thì cô có thể giận dỗi anh lâu thêm một chút. Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy, anh biết không? Mặc Chu Vân đưa tay ôm lấy người đàn ông, cô chỉ im lặng ôm anh cho đến khi mà anh đáp lại cái ôm đó. Giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy nhu tình cất lên trong bầu không gian yên tĩnh. Tôi xin lỗi, tôi đã làm cho em lo lắng rồi. Sau này nhất định sẽ không xảy ra những chuyện giống như hôm nay nữa. Phong Hải Triều chậm rãi buông cô ra, anh khẽ cúi xuống muốn hôn lên môi cô trong bầu không khí lãng mạn như thế này. Tự dưng có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm cho anh đen mặt, còn cô thì mỉm cười ngượng ngùng. Anh nghe điện thoại đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Anh nhìn tên người gọi đến, chưa bao giờ muốn lấy mạng Kỷ Minh Thành như bây giờ. Mỗi khi mà anh muốn thân mật với Mạc Trúc Vân hơn, thì cái tên khốn Kỷ Minh Thành lại vô tình phá hỏng chuyện tốt của anh. Có chuyện gì thì nói đi. Sao hôm nay ngài cộc cằn thế? Tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của ngài sao? Biết thế thì nói nhanh lên, trước khi mà tôi treo đầu cậu lên tàu giống như lần trước. Chuyện xử lý đám người của bang Bạch Hổ đã xong xuôi rồi, nhưng mà người của chúng ta bị thương rất nhiều, có lẽ trong thời gian tới không thể nào thực hiện giao dịch tiếp theo. Tôi cũng đang định như vậy đấy. Trong thời gian tới tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Trúc Vân. Trong lúc đó cậu cứ bảo mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn một chuyện này nữa, chúng tôi không tìm thấy tung tích của lão già bang Bạch Hổ. Có lẽ lão ta đã bỏ trốn ra nước ngoài. Bây giờ bộ phận thông tin vẫn đang lục tùng. Bây giờ bộ phận thông tin vẫn đang lục tìm tung tích của lão ta. Tôi nghĩ sẽ sớm tìm ra thôi, nên ngài không cần phải quá lo lắng. Được rồi, thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu được thì ở bên cô người yêu của mình, đừng gọi đến làm phiền tôi nữa. Dạ, tuân lệnh. Kỷ Minh Thành cũng bị đạn bắn qua bắp tay, làm cho tay cậu ta chảy máu khá nhiều. Cậu ta không thèm băng bó đàng hoàng giống như Phong Hải Triều, mà cứ như vậy chạy đến bệnh viện ăn vạ San Tiểu Ái, làm cho cô nàng khóc lên khóc xuống suốt cả đêm. Phong Hải Triều biết chắc chắn nếu người của mình không bắt được Âu Hạo thì ông ta sẽ quay lại trả thù đứa con trai Âu Khiêm của mình vừa bị anh lấy mạng. Nếu là lúc trước thì anh không sợ cho lắm, bởi anh vốn dĩ chẳng có điểm yếu. Còn bây giờ thì anh phải bảo vệ cho vợ anh và cả đứa con sắp chào đời của bọn họ. Chuyện này khiến cho anh có chút suy nghĩ. Mặc dù bây giờ anh biết Âu Hạo không có khả năng làm hại đến anh, bang phái của ông ta đã bị tiêu diệt triệt để ngay trong đêm, nhưng anh không thể nào biết hết được mối quan hệ ngoài luồng của ông ta, khó tránh khỏi việc ông ta hợp tác với người khác gây hại cho anh. Anh đứng thất thần ở đó, Mạc Trúc Vân đã bê ra tô cháo nóng hổi. Cô có chút nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Anh nghĩ gì mà chăm chú thế? Mau lại đây ăn sáng đi. Từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì rồi, phải không? Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, rồi giả vờ làm vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn nhìn cô. Tôi đau tay quá, cho nên không cầm thìa được. Mạc Trúc Vân biết thừa anh đang nhõng nhẽo với cô, nhưng cô cũng không có ý định từ chối. Ban nãy còn ôm tôi chặt lắm cơ mà, bây giờ có một cái thìa cũng không cầm được là thế nào? Cô vừa nói vừa đưa cháo lên miệng, thổi cho bớt nóng giúp anh, rồi đưa đến miệng anh cho anh thưởng thức. Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau đâu, em đổi chủ đề khác để nói chuyện đi. Cô không biết nên nói cái gì vào lúc này, vừa bón cháo cho anh, trong đầu liên tục nảy số. Để nói chuyện khác,
Cô muốn thương lượng với anh. Tôi sẽ ở đây một thời gian, cho đến khi nào vết thương của anh lành hẳn. Dù sao thì tôi cũng không yên tâm khi anh ở đây một mình. Cô sợ rằng nửa đêm nửa hôm anh sốt hoặc là bị làm sao đó, chẳng có ai quan tâm đến anh. Cô cũng biết những cơn sốt có thể để lại biến chứng tồi tệ như thế nào trong người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời. Trái ngược với sự lo lắng của Mạc Trúc Vân, Phòng Hải Triều vui mừng vô cùng. Anh còn đang định lấy lý do để níu kéo cô ở lại. Ai ngờ đâu cô lại lên tiếng mở lời trước. Khó tránh việc anh trêu chọc cô. Em thích tôi đến mức muốn ở cùng với tôi sao? Cô nhìn anh, ừ một tiếng để anh vui, rồi ăn nốt tô cháo. Dù sao thì đối phó với tên này chỉ cần mấy hành động nhỏ là được rồi. Tại sao em lại chỉ ừ thôi? Phải nói rõ ra chứ. Phải nói là em rất thích tôi chứ. Cô không ngờ anh lại còn được voi đòi tiên đến như vậy. Nhưng mà thôi, cô không chấp nhận người đang bị thương làm gì. Đúng, em rất thích anh. Rất rất thích anh đấy. Phòng Hải Triều dường như là đứng hình mất mấy giây. Anh nở ra nụ cười không khép được miệng, sau đó dựa vào vai cô rụi rụi mấy cái. Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất thích em. Rất rất thích em. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hôn lễ của Mạc Trúc Vân và Phong Hải Triều sẽ diễn ra. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã mang thai được khoảng 2 tháng. Trong thời gian này, cô đang sống ở trong biệt thự cùng với anh để tiện chăm sóc cho anh và xem xét tình hình vết thương. Trừ việc Phong Hải Triều hay đi sớm về khuya do tính chất công việc, thì anh đối xử với cô rất tốt. Chỉ cần là thứ cô muốn, anh nhất định sẽ mang về cho cô. Ví dụ như cô rất thích ăn bánh bạch tuộc ở con hẻm gần bệnh viện nơi cô làm việc. Chỉ cần cô nhắn cho anh một tin thôi, anh sẽ mua cho cô một phần đặc biệt, mặc dù tập đoàn của anh cách bệnh viện rất xa. Nếu anh bận đến nỗi không thể nào mua được hay không thể nào về nhà được, anh sẽ bảo trợ lý mua cho cô và báo trước với cô một tiếng. Mạc Trúc Vân rất thích cái cách mà anh âm thầm quan tâm đến cô như vậy. Cô biết anh không phải là người nói nhiều, nhưng tất cả những hành động của anh đều thay lời muốn nói. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như chế độ ăn uống, sức khỏe tinh thần của cô, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay và lúc nào cũng tìm cách làm cô vui vẻ nhất có thể. Ban đầu, cô nói rằng mình sẽ ở lại nhà của anh cho ba mẹ biết, họ có chút e dè, nhưng sau đó đồng ý với quan điểm tôn trọng quyết định của con gái. Dù sao sớm muộn gì, cô cũng phải gả cho Phong Hải Triều cùng anh xây dựng tổ ấm riêng của hai người. Từ khi mà Trúc Vân ở lại đây, cô cũng không có việc gì làm, nên kiêm luôn việc nấu ăn cho anh. Mỗi khi mà anh ngủ dậy, đều có đồ ăn ngon bày ra trước mặt, do chính tay người phụ nữ mình yêu thương nấu cho. Nên tâm trạng của anh lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí còn ôm cô, hôn cô mấy cái rồi mới chịu đi làm. Ngày hôm nay, Phong Hải Triều về sớm hơn bình thường, trên tay còn mang theo bó hồng rất lớn, được gói tỉ mỉ. Nhìn vẻ ngoài, đây là một bó hồng có giá trị rất cao. Vậy mà anh mua tận 50 bông. Ban nãy tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi nghĩ em sẽ thích nó cho nên mua cho em đấy. Cô ôm lấy bó hồng, nở ra nụ cười rực rỡ giống ánh mặt trời nhìn về phía của người đàn ông, trong lòng khẽ rung động. Tất nhiên là em rất thích, cảm ơn anh nha. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt đang mỉm cười của cô khi cô ôm bó hoa, tạo ra khung cảnh tươi sáng đầy sức sống. Anh nhìn chằm chằm cô, chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh tượng nào xinh đẹp như vậy. Dù không phải lần đầu tiên thấy cô cười, nhưng lần này là đẹp nhất. Những cánh hoa màu đỏ tươi sáng tạo ra màu sắc rực rỡ, gợi lên cảm giác của tình yêu vừa chớm nở. Tôi yêu em, Trúc Vân. Cô không hiểu sao anh lại nói yêu cô trong lúc này. Cô chỉ mỉm cười, quay người muốn đi cất hoa. Anh ôm cô từ đằng sau, cuối cùng là dựa đầu vào vai cô, phát ra giọng nói rất dịu dàng. Tôi rất yêu em, vậy nên xin em đừng bao giờ rời xa tôi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm mà anh hay nói với cô những lúc anh cảm thấy bất an, cho nên cô nhẹ nhàng đáp lại. Hôm nay anh lạ thật đấy, mau đi tắm rồi xuống ăn tối đi. Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau. Bình thường anh toàn về muộn thôi. Người đàn ông gật đầu,
chậm rãi buông cô ra rồi bước lên trên lầu. Rõ ràng dạo này tâm trạng của anh rất tệ. Đôi khi anh sẽ ngồi ngẩn người để suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi mà Trúc Vân gọi tên, anh mới lấy lại tinh thần. Cô không muốn nhìn vẻ mặt ưu tư của người đàn ông, cho nên quyết định sau khi ăn tối xong sẽ cùng anh nói chuyện rõ ràng. Cô thật sự muốn trở thành người một nhà, để anh có thể thoải mái ở bên cạnh, tâm sự cùng với cô. Hơn nửa tiếng sau, Phong Hải Triều cũng bước xuống. Anh vừa gội đầu xong, mái tóc vẫn còn ướt, rũ xuống. Gương mặt có sức sống hơn so với ban nãy. Mỗi lần anh ở nhà đều chọn những trang phục vô cùng thoải mái để mặc. Anh không muốn bản thân bị gò bó, phải mặc vest giống như lúc đi làm. Anh ngồi vào trong bàn ăn, thật sự là rất thích những món mà cô làm cho mình. Anh rất ít khi nào nói chuyện trong lúc ăn cơm, bởi vì muốn tập trung vào những gì mà cô đã nấu. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ, nhìn chăm chú vào người đàn ông của mình, sau đó nảy ra một ý tưởng thú vị. Cuối tuần chúng ta đi mua sắm có được không? Em có vài thứ cần mua. Dĩ nhiên anh không bao giờ từ chối bất kỳ một lời đề nghị nào của Mạc Trúc Vân. Dạo này anh bận nhiều công việc, không có thời gian ở bên cạnh cô, xem như cuối tuần bù đắp cho cô đi. Cũng được. Mua sắm xong em muốn đi đâu thì cứ nói với tôi sẽ đưa em đi. Cô vui vẻ gật đầu, liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của Hải Triều để bồi bổ cho anh. Dù sao thì cô cũng không muốn anh lại lao lực vì công việc rồi đổ bệnh, thậm chí vết thương trên tay vẫn còn chưa lành hẳn. Lát nữa em sẽ bôi thuốc thêm cho anh, phải bôi thường xuyên, vết thương mới nhanh hồi phục được. Anh dường như đang quen dần với sự chăm sóc của cô gái nhỏ. Trong thâm tâm anh dâng lên nỗi lo sợ, nếu như một ngày không có cô thì anh không biết phải đối diện với cuộc sống vô nghĩa này như thế nào nữa. Dùng bữa xong, cô cùng anh đi dạo cho khuây khỏa. Đây là thói quen thông thường mỗi khi mà hai người dùng bữa cùng nhau tại nhà. Đây là thói quen thông thường mỗi khi hai người dùng bữa cùng nhau tại nhà. Còn nếu như anh đưa cô ra ngoài dùng bữa thì sẽ đi dạo ở trong công viên hoặc bờ hồ. Hai người đang đi bên nhau trong vườn nhà được trang trí đầy tinh tế, lãng mạn, khung cảnh thơ mộng, màu sắc. Lối đi được trải bằng đá cuội, tạo ra sự tự nhiên và êm dịu. Cô mặc bộ váy nhẹ nhàng, tươi sáng, là một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết. Người đàn ông thì trông lịch lãm, cuốn hút trong bộ trang phục của mình. Một người đàn ông hấp dẫn, hòa hợp. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở lời trước với Phong Hải Triều. Cô không muốn cả hai người giấu giếm nhau bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ những điều riêng tư nhất. Thế cho nên cô quyết định hỏi thẳng anh. Dạo này anh bận lắm sao? Có chuyện gì xảy ra à? Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ là có chút phiền phức tìm đến anh trong thời gian này nên anh tốn công giải quyết sao cho thỏa đáng. Tốt nhất là anh không muốn cô phát hiện ra nó. Sắp tới sẽ có một buổi tiệc tuyên bố khánh thành dự án quan trọng, nên tôi dành thời gian chuẩn bị một số thứ cần thiết để phát biểu trong buổi tiệc thôi. Cô gật đầu, cô biết anh có rất nhiều việc phải làm trong thời gian này, nên cô không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện công việc của anh. Chỉ cần anh thành thật với cô trong mọi thứ là được rồi. Anh nhìn vẻ mặt hài lòng của cô thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. May sao cô là người hiểu chuyện, nên chỉ nghĩ đơn giản anh bận nhiều việc đi sớm về khuya. Em cảm thấy không vui vì tôi đi sớm về muộn nên không dành nhiều thời gian cho em, có đúng không? Cô mỉm cười rồi lắc đầu, khoác tay mình vào tay anh, dựa lên cánh tay rắn chắc của anh. Vui chứ, anh có nhiều việc thì đồng nghĩa với chuyện anh sẽ không thất nghiệp. Anh có thể kiếm được nhiều tiền cho em và con, sau này có cuộc sống sung túc. Anh biết cô chỉ nói đùa, nhưng anh lại cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ cô nghĩ anh nghèo đến mức không nuôi nổi một người phụ nữ và một đứa trẻ con hay sao? Vậy nghĩa là em sẽ ngoan ngoãn ở nhà để tôi nuôi em, có đúng không? Cô cảm thấy có gì đó sai sai. Cô bất giác rời khỏi tay của anh, dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía anh. Em nói vậy thôi, sau khi mà con chúng ta lớn một chút, em sẽ đi làm trở lại. Nhưng mà em sẽ chuyển đến bệnh viện khác để làm việc. Cô nghĩ việc đi làm ở trong bệnh viện cũ sẽ gây ra sự khó xử dành cho cả cô và Thiên Hàn Đình.
Có lẽ trong khoảng thời gian này và thời gian sắp tới, hai người vẫn nên tránh gặp nhau để không phát sinh sự việc giống lần trước. Anh đang nghĩ gì sao? Anh còn đang suy nghĩ đến việc đưa cô đến bệnh viện, tập đoàn của anh đầu tư để làm việc. Ít ra ở đó, ở những nơi thuộc về anh thì anh vẫn yên tâm hơn. Bây giờ có một số bệnh viện, tập đoàn đang đầu tư vào. Khi nào em nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể đến đó làm việc. Là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tôi, cho nên tôi sẽ yên tâm hơn. Cô cứ tưởng anh đang tìm lý do để không cho cô đi làm chứ. Nào ngờ đâu anh đang nghĩ đến chuyện đưa cô đến làm việc ở bệnh viện dưới sự kiểm soát của anh. Có lẽ anh không biết, nhưng mà đôi khi em cảm giác chúng ta gặp nhau từ rất lâu rồi. Không lý nào anh lại yêu em nhiều như vậy. Người đàn ông có chút giật mình, anh nhanh chóng quay sang nắm lấy vai của cô. Ánh mắt ẩn chứa vô số tia khẩn thiết nhìn chằm chằm cô. Em lại nhớ ra điều gì rồi sao? Cô nở ra nụ cười gượng, không hiểu tại sao anh lại kích động như vậy. À, em chỉ nói vu vơ thôi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự quen nhau từ trước à? Tại sao em không nhớ mình đã gặp anh từ lúc nào? Anh có chút thất vọng. Anh nghĩ việc cô không nhớ hai người từng gặp nhau trước đây cũng tốt. Dù sao thì bây giờ cô cũng là người phụ nữ của anh rồi. Không có gì đâu. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta từng gặp nhau trước đây nên mới có chút kích động như vậy. Em đừng nghĩ nhiều. Cô gật đầu, nhưng cô vẫn không tin lắm về lời biện hộ của anh. Cô biết tính cách của anh ít nói, nhưng mỗi khi nói ra thì chắc chắn là có điều gì đó đang ở đằng sau thật rồi. Khoảng thời gian này, Trúc Vân rảnh rỗi, cô quyết định sẽ tạo ra bất ngờ nhỏ dành cho Phong Hải Triều trong lúc anh làm việc chăm chỉ ở tập đoàn để khích lệ tinh thần của anh, đồng thời cũng muốn cho anh thấy rằng cô thật sự quan tâm đến chồng sắp cưới. Cô bắt đầu bằng việc lục trong tủ lạnh và kệ bếp tìm nguyên liệu cần thiết cho việc chuẩn bị một chiếc bánh ngọt. Vì việc ăn đồ ngọt trong những lúc tinh thần căng thẳng sẽ giúp cho Phong Hải Triều cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Sau khi tìm đủ nguyên liệu để chuẩn bị làm bánh, cô sắp xếp thành những phần khác nhau như bột mì, đường, bơ, trứng, sữa ở trên bàn bếp. Sau đó thì bắt đầu lựa chọn chiếc bát lớn, kết hợp các nguyên liệu vào với nhau. Nướng bánh xong, cô bắt đầu chuẩn bị nhân và kem phủ lên cho bánh. Trang trí lớp bánh bằng kem phủ mịn màng và trang trí ở bên bề mặt bằng dâu tây. Cuối cùng thì sắp xếp bánh lên một chiếc đĩa xinh đẹp để vào trong tủ lạnh trước khi mang đến cho Phong Hải Triều. Đợi bánh kem hoàn tất bước cuối cùng, cô lên phòng thay ra bộ đồ khác. Cô nghĩ rằng nên mặc đồ lịch sự khi đến nơi nghiêm túc với môi trường làm việc hiện đại như tập đoàn của anh. Trước đây cô nghe mẹ nói rằng nên hạn chế trang điểm khi mang thai. Điều đó không tốt cho bé con khi chào đời, nên cô chỉ đánh một chút son dưỡng có màu lên môi. Chồng cô có thần sắc hơn. Dù sao thì cô cũng xinh đẹp sẵn rồi, nên có trang điểm hay không cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Sau khi bánh kem đạt độ lạnh phù hợp rồi, cô mới cho bánh vào chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô tự mình lái xe đến tập đoàn gặp anh. Cầm hộp bánh kem ở trên tay, hình dáng hộp tinh tế sang trọng, màu sắc xinh đẹp và trang trí đẹp mắt. Trên nắp hộp có những hoa và lá, trang trí tạo ra sự thơ mộng lãng mạn. Cô bước chân vào trong tập đoàn bằng vẻ tự tin, cảm nhận sự hồi hộp và mong đợi trong lòng khi mang bánh kem đến nơi mà anh làm việc. May mắn sao cô gặp được Kỷ Minh Thành ở dưới sảnh của tập đoàn. Cậu ta tự mình đưa cô lên phòng làm việc của Phong Hải Triều mà không cần thông qua quầy tiếp tân ở sảnh chính. Có lẽ Kỷ Minh Thành cũng thường xuyên đến đây, cậu ta thông thạo đường đi rất nhiều. Cô đến đây đưa bánh cho Ngài Phong sao? Lúc trước cô ghét bỏ ngài ấy bao nhiêu, thì bây giờ lại yêu bấy nhiêu, lật mặt nhanh thật đấy. Cô biết ngay, mỗi lần gặp Kỷ Minh Thành là tên này không thể nào nói với cô lời gì tốt đẹp. Cô cũng không chịu thua mà cố tình khiêu khích cậu ta. Còn anh thì làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà San Tiểu Ái vẫn chưa đồng ý yêu đương, kém cỏi thật đấy. Kỷ Minh Thành liếc cô một cái, trong lòng dâng lên tia khó chịu khi mà bị nói trúng tim đen. Bây giờ cậu ta chỉ ước rằng San Tiểu Ái có thể lật mặt nhanh giống như bà chủ tương lai
đồng ý làm người yêu của mình thôi. Mỗi lần gặp cô lại y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp. Cô đi nhanh giùm tôi đi. Trục Vân cười đều, liếc nhìn Kỷ Minh Thành. Cô vừa rời khỏi thang máy đến dãy hành lang khác. Nghe nói văn phòng của Phong Hải Triều nằm ở giữa hành lang để tiện cho việc nhận hồ sơ từ các phòng ban. Khi cô đi ngang qua, có một số ánh mắt nhìn về phía của cô. Trong lòng họ nảy sinh một chút nghi hoặc về thân phận của cô gái lạ mặt. Nhưng mà sau đó cũng nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc còn đang dang dở. Dù sao thì bọn họ cũng không nên xen vào chuyện cá nhân của lãnh đạo cấp cao. Mạc Trúc Vân tìm thấy bảng tên dán trước cửa phòng của Phong Hải Triều. Cô nghĩ bản thân mình đến đây tạo bất ngờ cho anh nên không cần gõ cửa trước khi vào. Dù sao thì bây giờ cũng là 3 giờ chiều nên chắc là ngoại trừ anh chẳng có ai ở trong văn phòng đâu. Khi mà cô mở cửa đi vào thì tự dưng lại có một mùi nước hoa nồng nặc từ đâu xộc thẳng lên mũi. Cô bất giác cau mày, tầm mắt hướng về phía người phụ nữ với gương mặt quen thuộc đang tỏa ra mùi hương nước hoa đó. Tạ Na, tại sao cô lại ở đây? Mạc Trúc Vân cau mày nhìn Tạ Na. Đây cũng chính là người phụ nữ đã dây dưa với Âu Dương Tư trong thời gian cô sang nước ngoài. Lý nào người phụ nữ này lại quen biết Phong Hải Triều và xuất hiện trong phòng làm việc của anh được cơ chứ? Mạc Trúc Vân vô thức siết chặt tay. Bàn tay mà cô đang cầm bánh kem di chuyển ánh mắt về phía của người đàn ông với mong muốn nhận được sự giải thích của anh thay vì phát điên lên chất vấn anh ở nơi này. Có điều vẻ mặt của người đàn ông lại bình tĩnh hơn cô nghĩ. Anh cũng không hề tỏ ra bất ngờ khi mà cô xuất hiện ở đây. Dường như anh đã lường trước được hai người chắc chắn sẽ gặp nhau vậy. Tạ Na có chút lo lắng khi mà Trúc Vân bất ngờ xuất hiện như thế này. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng che giấu ánh mắt sợ hãi, mà thay vào đó là ánh mắt tự tin cao ngạo như một kẻ chiến thắng thực sự. Sau một lúc im lặng nhìn nhau, Tạ Na là người lên tiếng trước. Cô lại trở về ở bên cạnh Phong Hải Triều rồi sao? Mặc Trúc Vân không hiểu câu nói đó mang hàm ý là gì. Tại sao cô ta lại dùng từ lại trở về để nói đến cô? Và tại sao cô ta lại dám gọi thẳng tên của Phong Hải Triều như vậy? Mặc Trúc Vân rất hiếm khi nào nghe Kỷ Minh Thành gọi thẳng tên của sếp. Nhưng mà mỗi khi Kỷ Minh Thành gọi thẳng tên ra, âm điệu của cậu ta rất khác, dường như là có sự tôn kính tuyệt đối. Còn Tạ Na thì khác, âm điệu của cô ta vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí giống như là đã quen biết cái tên Phong Hải Triều từ rất lâu trước đây rồi, cô ta mới thản nhiên nói ra như vậy. Mà nếu Tạ Na quen biết với Phong Hải Triều trước đó, tại sao cô lại không hề nghe anh hay là Kỷ Minh Thành đề cập đến? Tại sao cô lại không hề hay biết ở bên cạnh người đàn ông này lại xuất hiện một người phụ nữ là Tạ Na? Tự dưng cô cảm thấy Phong Hải Triều mà cô quen biết trở nên vô cùng xa lạ, giống như mọi thứ mà cô biết về anh mông lung mờ ảo, giống như bọt biển chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ nổ tung biến mất hoàn toàn. Chỉ có cô là người thành thật duy nhất trong mối quan hệ này thôi sao? Mạc Chu Vân bước qua Tạ Na, đi đến trước mặt của Hải Triều, giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên. Anh và cô ta quen biết nhau từ khi nào thế? Người đàn ông nhìn thẳng cô. Anh cũng không một chút nào giấu giếm, thành thật trả lời câu hỏi. Tạ Na là người trong tổ chức của bọn anh. Có lẽ em từng gặp cô ấy trước đây rồi. Tạ Na nhanh chóng tiến về chỗ của Trúc Vân. Cô ta không một chút nào kiêng dè, ngồi trên bàn làm việc của Phong Hải Triều. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, có đúng không nào, Mạc tiểu thư? Cảm ơn cô vì đã nhớ tên của tôi nhé. Cô vẫn không để ý đến sự xuất hiện của Tạ Na, chăm chú nhìn về phía Hải Triều. Có phải anh là người sai cô ta đến quyến rũ Âu Dương Tư để anh ta phản bội em, có đúng không? Tạ Na ồ lên một tiếng. Cô ta nghiêng đầu nhìn sang Trúc Vân rồi lên tiếng giải thích thay cho Hải Triều. Đúng rồi đấy, Phong Hải Triều sai tôi cướp Âu Dương Tư từ cô. Sau đó thì ngài ấy sẽ dàn xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và ngài ấy ở trong quán bar. Cuối cùng là khiến cho cô yêu ngài ấy say đắm đấy. Tạ Na mỉm cười nhìn về phía của Hải Triều. Cô ta dùng ánh mắt thập phần lưu luyến nhìn anh. Ngài đúng là si tình thật.
Ước gì ngài cũng yêu tôi lâu dài như cái cách mà ngài yêu Mạc tiểu thư. Mạc Trúc Vân không còn tin vào tình yêu của Phong Hải Triều sau khi mà chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Dường như là cô không hiểu hai người này đang nói về vấn đề gì. Cô cũng không biết tại sao Hải Triều lại sai Tạ Na đến phá vỡ hạnh phúc trước kia của cô. Cũng không biết cái tình yêu lâu năm mà Tạ Na nhắc đến là cái gì. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Trước đó, em đã nói rất nhiều lần rằng em hy vọng chúng ta luôn luôn thành thật với nhau. Nhưng hình như chỉ có mỗi mình em là thành thật và lo lắng cho anh thì phải, có đúng không? Cô nói xong, đặt bánh kem lên bàn làm việc của anh. Vừa định quay mặt đi thì nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là em không nhớ thôi, Mạc Trúc Vân. Tạ Na dường như nhận ra rằng bản thân mình không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nên đã nhanh chóng ra ngoài trước. Khi khác cô ta sẽ đến thương lượng với Phong Hải Triều về chuyện thù lao. Lúc này đây, anh mới đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt của cô, bắt đầu giải thích. Khi em 5 tuổi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Mạc Trúc Vân thở ra một hơi, ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn về phía của anh. Bây giờ cô không muốn nghe bất kỳ một lời vô nghĩa nào phát ra từ miệng anh nữa, bởi vì cô không biết lời nào là thật, lời nào là giả dối. Chúng ta gặp nhau bao lâu không phải là điều mà em muốn biết. Em chỉ biết rằng đây không phải tình yêu mà anh dành cho em. Anh chưa bao giờ yêu em như cái cách anh thể hiện. Bởi vì nếu như anh thật sự yêu em, đã không giấu giếm em nhiều chuyện như vậy. Em cũng không phải là người ngu dốt để nghe lời giải thích của anh đâu. Ngay khi mà nhìn thấy Tạ Na ở đây, em đã đoán được mọi chuyện rồi. Vấn đề là anh chưa bao giờ yêu em nhiều như vậy, anh hiểu không? Người đàn ông muốn ôm lấy cô, nhưng cô đã vô tình né tránh, dường như là cô đang cảnh giác cao độ với sự tiếp xúc của anh. Tôi định đợi, đợi khi mà mọi chuyện lắng xuống, giải thích một lần với em. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Mạc Trúc Vân cười khẩy, chuyện sắp xếp vở kịch vô cùng hoàn hảo để khiến cô trở về bên cạnh anh một lần nữa, mà lại được xem là chuyện không có gì to tát sao? Vậy thì chuyện gì đối với anh mới là to tát? Anh sai người của anh đến cướp người yêu em. Anh sắp xếp tỉ mỉ nơi chúng ta gặp nhau. Sau đó anh bám lấy em, khiến em yêu anh, mang thai con của anh. Anh xem chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thật sao? Bà nãy thái độ của anh đã nói lên tất cả. Em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại chuyện kết hôn. Thời gian này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Lúc này đây, Phong Hải Triều mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh vội vàng nắm chặt lấy tay của Trúc Vân, muốn giữ cô lại. Phải, là tôi không thành thật với em. Nhưng mà nếu tôi không làm như vậy thì em sẽ thuộc về người khác. Nếu tôi không lên kế hoạch cho chuyện này thì em sẽ không bao giờ đoái hoài đến tôi. Chứ đừng nói đến chuyện em yêu tôi. Lý nào tôi lại để mất em được. Tôi đã yêu em trong suốt 20 năm đấy, Mạc Trúc Vân. Kỷ Minh Thành vẫn còn đang ở dưới đại sảnh để bàn giao lại một số công việc. Cậu ta liền nhìn thấy Mạc Trúc Vân khóc lóc, bước nhanh ra ngoài bằng cửa chính. Trên mặt của cô còn đầy nước mắt và biểu cảm tức giận. Chưa đầy một phút sau thì lại nhìn thấy Phong Hải Triều cũng xuất hiện. Trái ngược với vẻ mặt tức giận của Mạc Trúc Vân, Hải Triều vô cùng lo lắng, thậm chí còn có chút gì đó gọi là sợ hãi. Kỷ Minh Thành đi theo sau Hải Triều ra bên ngoài để xem thử là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho hai người cãi nhau to như vậy. Ai ngờ đâu, Trúc Vân lái xe đi trước, mặc kệ cho Hải Triều có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa. Kỷ Minh Thành thầm cảm thán, ít ra thì tiểu ái nhà cậu ta là một cô gái vô cùng xinh xắn, hiền lành. Nếu chẳng may tiểu ái giống tính cách của Mạc Trúc Vân, cho dù chỉ là một chút thôi, thì chắc chắn cậu ta cũng phải đau khổ, vật vã như Phong Hải Triều rồi. Sau khi cả hai người không tìm được tiếng nói chung, cũng không có được phương thức giải quyết vấn đề, thì Trúc Vân quyết định bỏ về trước. Bây giờ cô không muốn nghe thêm bất kỳ một lời giải thích nào từ phía của Hải Triều. Nếu được thì cô thật sự muốn dùng loại dây thừng chắc chắn nào đó treo cổ tên khốn này lên. Phong Hải Triều lái xe theo sau cô, bởi vì cô đang tức giận nên anh sợ rằng cô sẽ lái xe không an toàn, muốn đuổi theo để trấn an cô.
Nào ngờ đâu cô lại quay trở về biệt thự của Phong Hải Triều. Em nghe tôi nói một chút có được không? Tôi không cố tình lừa dối em đâu. Tôi thật sự rất yêu em mà. Người đàn ông nắm tay cô, muốn kéo cô lại, nhưng đều bị cô gạt mạnh ra, thậm chí còn cố tình cho anh một cái tát đau đớn. Anh im miệng đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đương nhiên không chịu thua, vẫn mặt dày muốn ôm lấy cô, nhưng bị cô cho ăn thêm một cái tát nữa. Lần này nghiêm trọng hơn, bởi vì móng tay cô vô tình cào mạnh lên mặt của anh, làm nó xước một vết khá dài. Đau. Anh đưa tay ôm lấy bên mặt, rồi ngồi thụp xuống. Không ngờ cô có thể ra tay mạnh như vậy, ngay cả thứ chất lỏng màu đỏ cũng chảy ra, vậy mà cô vẫn không quan tâm đến. Mặc Trúc Vân không cố tình khiến cho anh bị thương, mặc dù cô đang vô cùng tức giận, nhưng mà sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn có chút yếu lòng khi nhìn thấy anh bị thương như vậy. Bỏ tay ra, để em xem vết thương của anh nào. Mặc Trúc Vân ngồi xuống, nhìn vết thương trên mặt của người đàn ông. Ai ngờ đâu anh lại ôm chầm lấy cô, dùng biểu cảm ấm ức dựa vào vai cô liên tục xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai thật rồi. Em đừng lạnh nhạt với tôi có được không? Tôi thật sự không cố tình giấu giếm em đâu. Chỉ là tôi sợ em sẽ ghét tôi. Tôi sợ em sẽ sợ hãi mà tránh xa tôi. Triều Vân cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cô cũng không phải là người vô lý, chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu đối phương phải hết lòng với mình. Nhưng mà chuyện thành thật là điều tối thiểu trong tình yêu giữa người với người. Chỉ cần một lần thất hứa thì lòng tin dành cho đối phương sẽ vơi bớt đi một chút, thậm chí là biến mất mãi mãi. Em sẽ nghe anh giải thích. Còn chuyện kết hôn thì ban nãy em đã nói rõ rồi, chúng ta vẫn nên hoãn lại một thời gian đi. Người đàn ông không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần kết hôn với cô xong thì anh sẽ kể ra mọi chuyện đã xảy ra cho cô biết. Vậy thì cho dù cô có giận dỗi vẫn không thể nào rời bỏ anh. Nhưng anh lại quên mất, Mạc Trúc Vân là một người có chính kiến, lại còn thông minh. Những chuyện mà cô đã quyết định sẽ không bị bất kỳ một lời ngọt ngào nào thay thế. Được rồi, tôi sẽ nghe theo em hết. Chỉ cần em nghe tôi giải thích thôi. Tôi thật sự không cố tình làm cho em bị tổn thương đâu. Mạc Trúc Vân sơ cứu vết thương trên mặt của anh trước, rồi ngồi xuống cùng anh nói chuyện. Thay vì ngồi bên cạnh anh như mọi ngày, cô lại lựa chọn ngồi đối diện anh. Bởi vì thứ mà cô cần là một cuộc nói chuyện rõ ràng, rành mạch. Cô không muốn bất kỳ yếu tố tình cảm nào xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh nói đi, câu chuyện bắt đầu thế nào? Phong Hải Triều nhìn thẳng vào mắt của cô, bắt đầu thuật lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra cho cô biết. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã từng gặp em ở trường mẫu giáo. Lúc đó tôi được cha tôi đưa đến trường, đợi ông ấy nói chuyện với một số người ở đó. Tôi cảm thấy việc chờ đợi có chút chán nản nên quyết định đi dạo xung quanh trường. Trùng hợp tôi lại nhìn thấy em đang ngồi khóc, khóc rất to nên tôi đã đến nói chuyện với em. Chúng ta đã có một khoảng thời gian thường xuyên tiếp xúc với nhau sau đó. Rồi rất lâu sau tôi nhận ra tôi thích em, thực sự rất thích em. Nhưng tôi bắt buộc phải đi huấn luyện, không thể nào ở bên cạnh em như vậy mãi. Mạc Trúc Vân ra hiệu cho anh dừng lại câu chuyện. Cô nhận ra có một chi tiết vô cùng vô lý xuất hiện trong lời kể. Theo lời anh kể thì chúng ta đã quen nhau rất lâu và có một khoảng thời gian khá dài bên nhau. Tại sao em lại không nhớ gì về điều đó? Em không hề nhớ bản thân mình đã quen biết anh. Anh biết cô sẽ nói câu này, anh hỏi ngược lại cô. Có phải lúc em tỉnh dậy, em đang ở trong bệnh viện có đúng không? Lúc đó em đã bị tai nạn, làm cho bản thân mất đi một phần ký ức, cho nên em vô tình quên mất tôi. Cô xác nhận là có chuyện đó. Lúc cô bị tai nạn đã được 10 tuổi, cô chỉ nhớ rằng bản thân mình có ba mẹ và tên của cô là Mạc Trúc Vân. Vậy ý anh là chúng ta đã quen nhau và anh yêu em từ rất lâu trước đó, nhưng anh bị ép đi huấn luyện nên không thể nào ở bên cạnh em. Lúc anh trở về, em lại đang ở bên cạnh Âu Dương Tư, cho nên anh bày ra chuyện này làm em trở về bên cạnh anh có đúng không? Người đàn ông gật đầu, tiếp tục quan sát biểu cảm của Trúc Vân để xem phản ứng của cô thế nào. Cuối cùng nghe cô nói tiếp. Có lẽ ba em là người chứng kiến tất cả mọi chuyện,
nên em sẽ xác nhận với ông ấy một lần nữa để xem có phải như vậy thật không. Cô cảm thấy lời nói của anh cũng có lý, nhưng bây giờ cô chỉ tin những gì mà cô có đủ bằng chứng chứng minh điều đó thôi. Mạc Trúc Vân vừa gọi điện chưa được bao lâu thì Mạc Hà đã nghe máy. Giọng nói của ông vô cùng hớn hở khi mà con gái chủ động liên lạc với mình trước. Ba có đang bận rộn việc gì không? Không có. Có chuyện gì xảy ra với con sao, Trúc Vân? Mạc Trúc Vân đưa mắt nhìn Phong Hải Triều, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trả lời ba mình. Con muốn hỏi ba một số vấn đề. Ban nãy Phong Hải Triều có kể lại toàn bộ sự việc năm đó cho con biết. Anh ấy nói rằng anh ấy đã quen biết con từ rất lâu trước đây. Chuyện năm đó ba là người chứng kiến tất cả. Vậy thì lời nói của anh ấy có phải là sự thật không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, làm cho cô cảm thấy có chút căng thẳng. Cô nắm chặt điện thoại trong tay như đang rất mong chờ câu trả lời của ba mình. Đúng vậy, con và cậu ấy đã quen biết nhau rất lâu trước đây. Nhưng mà tự dưng con lại bị tai nạn giao thông, não của con va đập rất mạnh, nên có một số chuyện con không thể nào nhớ được. Cô đứng dậy để ra ngoài, tiếp tục nói chuyện với ba mình. Có một số thứ cần nói mà cô không muốn để cho Phong Hải Triều nghe thấy. Vậy tại sao ban đầu ba lại không nói cho con biết chuyện này? Chẳng lẽ có chuyện gì ba muốn giấu con sao? Mạc Hà vội vàng lên tiếng phủ nhận. Ông nghĩ những chuyện thế này không thể nào nói ra một cách hời hợt qua điện thoại. Ông biết với tính cách thông minh của con gái, chắc chắn không bao giờ tin ông hoàn toàn đâu. Chuyện này nói ra có chút phức tạp. Khi nào con về, ba con chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, có được không? Cô gật đầu, định tắt máy, thì lại nghe ba mình nói thêm một câu. Chuyện kết hôn của hai đứa tính đến đâu rồi? Con dự định khi nào tổ chức hôn lễ đây? Chuyện hôn lễ con nghĩ rằng vẫn nên để sau này tính. Con cảm thấy giữa con và anh ấy vẫn chưa thật sự hiểu nhau. Được rồi, vậy con cố gắng sắp xếp thời gian rồi về nhà nha. Cô gật đầu tắt máy, vừa định quay vào trong nhà thì đã nhìn thấy Phong Hải Triều xuất hiện từ đằng sau lưng của mình. Đặc biệt là trong ánh mắt của anh lúc này tràn ngập sự khẩn thiết. Chúng ta phải hoãn hôn lễ thật sao em? Em nghĩ kỹ lại một chút đi, có được không? Mạc Trúc Vân không muốn nói một chuyện quá nhiều lần, bây giờ cô càng không muốn nói chuyện với anh, nên nhanh chóng phớt lờ câu hỏi của anh. Cuối tuần này, chúng ta sẽ về nhà ba em. Anh thu xếp công việc, nhớ để trống lịch vào cuối tuần nha. Người đàn ông không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn, càng khiến cho anh sốt ruột hơn. Anh tiếp tục tìm thêm lý do, muốn cô thay đổi ý định. Chuyện kết hôn có thể diễn ra sớm hơn, được không em? Tôi thật sự không muốn em và con chịu ấm ức. Mạc Trúc Vân không biết có phải là do cô đang mang thai hay không, mà tâm trạng của cô bây giờ không hề tốt một chút nào. Cô lên tiếng cáu gắt. Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nếu ban đầu anh nghĩ đến chuyện em và con ấm ức, thì anh không nên làm như vậy. Anh nên nhớ, bây giờ em đang nổi giận bởi vì anh không thành thật với em rất nhiều lần, chứ không phải là chuyện anh yêu em và kéo em vào trong kế hoạch của anh đâu. Đáng lý ra anh nên thành thật với cô, lý do tại sao anh thường xuyên bận rộn trong khoảng thời gian này. Anh hoàn toàn có thể kể hết cho cô nghe về những chuyện điên khủng mà anh đã làm với cô. Ít ra cô biết anh yêu cô, tin tưởng cô, mặc dù anh thực sự là một tên điên. Cô nghĩ cô cũng sắp phát điên lên rồi mới có thể không chấp nhận với anh chuyện đó. Hoặc có thể là trong thời gian này cô cảm thấy anh tốt lành hơn cái tên Âu Dương Tư kia rất nhiều chăng? Anh đúng là điên thật mà. Người bình thường ai lại nghĩ ra cái trò quái gở như vậy chứ? Anh mím môi nhìn chằm chằm cô gái của mình, nhanh chóng trả lời. Em cũng có vừa đâu. Em biết hết rồi mà vẫn yêu tôi đấy thôi. Cô tức giận chỉ tay về phía của Hải Triều, cố tình gằn lên, nói với anh. Anh cũng không thua kém gì em, yêu em như vậy rồi mà không dám nói, đồ hèn nhát. Anh nhăn mày nhìn cô, thật sự là muốn tiến đến bịt cái miệng lẻo mép của cô lại. Vậy có ăn bánh kem dâu không? Em giận là tôi ăn hết đấy. Cô tức giận không nói nên lời, rõ ràng cô vất vả làm bánh kem như vậy là vì muốn ăn cùng anh, vậy mà bây giờ anh lại đòi ăn hết phần của cô.
Anh biết điều thì phải chừa lại một nửa cho em chứ. Anh mà dám ăn hết thì đừng mơ bước chân vào trong phòng ngủ. Phòng Hải Triều không vừa, anh muốn đối chất với cô đến khi nào cô tức điên lên thì mới thôi. Em quên rằng em đang ở nhà của ai sao? Bây giờ tôi ôm cả em lên giường còn được chứ? Cô biết bây giờ cô có nói gì anh cũng không để yên, nhanh chóng đi đến trước mặt anh rồi đấm mạnh lên mặt của Hải Triều một cái. Thằng khốn này, anh cảm thấy anh sống đủ lâu rồi có đúng không? Người đàn ông bị đánh mà vẫn cười cười, vòng tay qua kéo cô vào trong lòng rồi cúi xuống ôm chặt lấy cô. Em đừng giận nữa, tôi xin lỗi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Cô mím môi, thật sự là không thể nào giận nổi tên lưu manh đáng ghét này. Anh phải cảm ơn ba mẹ mình đã sinh ra với gương mặt đẹp trai đó, nếu không thì em đã lấy mạng anh rồi. Người đàn ông gật đầu để cảm kích, nhưng vẫn phải thú thật là cô đánh anh rất đau. Dường như cô đang cố tình dồn tất cả sức lực vào cú đánh ban nãy thì phải. Mặc dù bây giờ cô biết Tạ Na là người dưới trướng của Phong Hải Triều, nhưng cô vẫn không yên tâm về cô gái đó. Rốt cuộc thì những ngày đó có chuyện gì mà Tạ Na cứ liên tục đến làm phiền Phong Hải Triều, dẫn đến việc anh về nhà rất trễ. Bình thường cô sẽ đi ngủ sớm để tốt cho sức khỏe của cô và cả bé con, nhưng hôm nay cô quyết định chờ Phong Hải Triều về rồi hỏi cho ra lẽ. Mấy hôm trước cô chỉ lo nghĩ chuyện khác nên mới không nói rõ ràng chuyện của anh và Tạ Na. Mạc Trúc Vân ngồi thoải mái trên sofa mềm mại với một chăn ấm và một ly đồ uống ở bên cạnh. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng tạo ra một không gian ấm áp dịu dàng. Cô vừa tắt đèn trong phòng khách, không gian có phần tối đi, tạo điều kiện tốt nhất để xem phim. Cảm giác mềm mại, thoải mái của sofa làm cho cô cảm thấy thú vị và thư giãn. Cô nhấm nháp đồ uống của mình, nhìn vào trong màn hình bằng ánh mắt tập trung. Khi cô xem phim, hoàn toàn chìm đắm vào trong câu chuyện và nhân vật của bộ phim. Cảm xúc, cảm nhận của nhân vật được thể hiện qua khuôn mặt của cô, tạo ra sự chân thực và sâu sắc. Trong lúc chờ chồng sắp cưới trở về, cô tận hưởng thời gian của mình để thư giãn, thả lỏng tâm trí trước khi xuất hiện thêm một điều gì đó khiến cô phát điên giống như lần trước. Phòng Hải Triều lái xe vào trong sân, nhìn thấy đèn bên trong nhà đã tắt gần hết rồi, đoán chừng người làm đã đi nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm. Anh bước vào trong nhà với bước chân chậm rãi, cử chỉ vô cùng mệt mỏi sau khi phải giải quyết rất nhiều công việc cùng một lúc. Những chuyện khiến anh đau đầu nhất vẫn là không biết khi nào Mạc Trúc Vân mới chấp nhận tổ chức đám cưới cùng anh. Ánh mắt của người đàn ông trầm lắng thể hiện sự mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc dài. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, sự nhăn nhó trên trán và ánh mắt đã mờ đi. Anh cố gắng giữ thăng bằng đi vào trong phòng khách. Lúc vừa đến chỗ ghế sofa thì phát hiện ra cô gái nhỏ vẫn còn chưa đi ngủ. Đã muộn lắm rồi đấy, sao em còn chưa ngủ đi? Cử chỉ của người đàn ông trở nên chậm rãi, mệt nhọc, làm cho cơ thể giống như cỗ máy hết năng lượng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên dựa đầu vào người cô nhắm mắt lại. Hôm nay nhiều việc thật đấy, ngày nào tôi cũng muốn về nhà sớm với em mà lại không về được. Mạc Trúc Vân nhìn sự mệt mỏi của anh làm cô có chút suy nghĩ, có nên hỏi rõ ràng với anh chuyện kia không? Nếu cô không nói ra thì trong lòng cô sẽ cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Tại sao Tạ Na lại đến tìm anh? Có lẽ hôm đó không phải lần đầu tiên cô ta đến tìm anh nhỉ? Người đàn ông ngồi thẳng dậy, nhăn mày tựa đầu ra sau ghế, dùng giọng điệu khó chịu trả lời cô. Chuyện đó qua rồi mà, em hỏi lại làm gì chứ? Cô chỉ hỏi có một câu đơn giản mà không hiểu sao anh lại tỏ thái độ khó chịu. Nếu như anh không muốn nói thì cô sẽ không hỏi thêm. Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Mạc Trúc Vân tắt tivi, giữ thái độ bình thản đi qua người của anh, nhưng bị anh giữ tay, cuối cùng thì kéo cô ôm vào trong lòng. Em đừng đi mà. Cô ngồi im trong lòng anh một lúc để anh dựa đầu vào vai, sau đó lại lên tiếng lặp lại câu hỏi ban nãy. Tại sao Tạ Na lại đến tìm anh? Giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra? Phong Hải Triều thở dài, anh cố tình chôn mặt vào trong hõm vai của cô,
rồi thành thật trả lời. Thật ra, trong lúc làm nhiệm vụ mà anh giao, cô ta đã nảy sinh tình cảm với Âu Dương Tơ. Tên đó lại phản bội cô ta và muốn đến bên cạnh Mạc Du Uyên. Cô ta muốn tiễn đôi nam nữ đó xuống địa ngục. Nhưng mà tôi nói chuyện đó không được, cho nên cô ta cứ liên tục đến làm phiền tôi. Mạc Trúc Vân dùng biểu cảm vô cùng ngớ ngẩn nhìn về phía của anh. Cô không ngờ tên khốn nạn Âu Dương Tơ lại có sức hút thần kỳ đến như vậy. Vậy là anh định để cho cô ta đến làm phiền anh suốt ngày như vậy sao? Người đàn ông lắc đầu, chậm rãi lên tiếng đáp. Tôi định lựa lời nói với em, xem là em có muốn tiễn hai người đó hay không. Còn nếu như em không muốn thì tôi sẽ tự có cách để xử lý. Cô không biết trong đầu anh nghĩ gì khi mà anh cho phép cô lựa chọn cái kiểu này. Dĩ nhiên là cô không thể nào xử lý em gái ruột của mình. Nói đúng hơn là cô không được làm chuyện đó. Dù em gái cô có tồi tệ đến cỡ nào thì nó vẫn là người thân của cô. Đương nhiên là không rồi. Em muốn giải quyết thế nào thì tùy anh. Nhưng mà đừng đụng đến gia đình em và người thân của em. Phòng Hải Triều gật đầu, chỉ đơn giản là gật đầu một cái cho có, chứ chẳng nói gì thêm. Ban đầu anh cũng đoán được cô sẽ nói như vậy, nhưng vẫn muốn tự tay nghe quyết định của cô. Cho dù điều mà cô muốn nói có xấu xa, tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, anh sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà em muốn, chỉ cần em đừng rời xa tôi thôi, Trúc Vân. Cô nhận thấy dạo này anh rất hay nói ra mấy câu như vậy. Dường như là trong thâm tâm của anh có dự cảm không lành về một chuyện gì đó sắp xảy ra. Đến nỗi anh muốn lặp đi lặp lại câu nói này để cô khắc ghi vào trong tâm trí rằng cô không được phép rời xa anh nửa bước. Thời gian kết hôn tạm thời bị hoãn lại, cho nên Trúc Vân quyết định sẽ đến bệnh viện Tân Châu, nơi mà Phong Hải Triều nói, để tiếp tục làm công việc bác sĩ tâm lý mà cô đã làm trong suốt mấy năm nay. Ban đầu anh không muốn, nhưng mà cuối cùng cũng đành chiều theo cô. Anh ra điều kiện rằng cô không được tiếp xúc quá hai bệnh nhân trong một ngày. Trước khi bệnh nhân được gặp cô thì phải trải qua hàng loạt các bước kiểm tra khác nhau để tránh cho sự việc lần trước lại tiếp tục xảy ra. Ngày đầu tiên mà cô đi làm lại không được suôn sẻ như những gì cô nghĩ. Dường như là có ai đó đã lan truyền tin tức cô chính là vị hôn thê của Phong Hải Triều, nên mới được phép làm việc ở đây. Cô nhận hàng loạt các đãi ngộ vô cùng đặc biệt mà chỉ có bác sĩ cấp cao mới có. Mặc dù bằng cấp của cô không thua kém ai, nhưng cô không thể nào tránh khỏi chuyện bị người ta nói rằng cô có người nâng đỡ. Mạc Trúc Vân cũng chỉ tập trung vào công việc nên không để ý đến những lời của người khác nói. Dù sao thì cô cũng không rảnh rỗi đến nỗi tám chuyện với mọi người ở nơi làm việc. Còn chuyện bọn họ bàn tán hoàn toàn là sự thật, nên cô không cần phải đính chính làm gì cho mệt người. Trong 8 tiếng làm việc thì cô sẽ dành 1 tiếng buổi chiều để đi lại trong khuôn viên bệnh viện, giải tỏa tâm trạng. Dù sao thì buổi chiều ở nơi này rất mát, không khí vô cùng thoáng đãng, làm tâm trạng của cô tốt lên không ít. Khuôn viên bệnh viện rộng lớn, xanh tươi với những hàng cây cổ thụ và khu vườn hoa tươi tắn, cảnh quan tự nhiên tạo ra không gian yên bình, tươi mát. Cô đi dạo chậm rãi trên con đường được lát đá rất mịn, tay xoa xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên. Em bé của cô đã được gần 3 tháng rồi. Cô chọn trang phục nhẹ nhàng, không bó sát, là một chiếc váy thoải mái, đi giày êm ái, bảo vệ cho bản thân và cả em bé. Cô cứ nghĩ mãi về dáng vẻ của bé con. Cô thật sự muốn biết nó sẽ giống ba hay giống mẹ nhiều hơn. Nếu là con trai thì cô hy vọng nó sẽ đẹp trai, gan dạ giống Phong Hải Triều. Còn là con gái thì hy vọng nó sẽ mạnh mẽ giống như bản thân cô. Cô sẽ dạy cho con hiểu giá trị của bản thân mình và học cách yêu thương mọi người xung quanh. Mạc Trúc Vân quay trở lại phòng làm việc, thu dọn hồ sơ, chuẩn bị tan ca. Nếu như anh rảnh rỗi, anh sẽ đến đón cô. Còn nếu như anh phải bận họp hay là tiếp đối tác, Kỷ Minh Thành hoặc trợ lý của anh sẽ đưa cô trở về. Ngoại trừ hai người này thì cô chưa từng thấy xuất hiện thêm người lạ nào khác. Khi mà cô đang sắp xếp đồ đạc thì tự dưng lại có y tá chạy đến tìm cô. Dường như cô đã từng nhìn thấy cô y tá này ở trong bệnh viện mấy lần, bọn họ lại chưa nói với nhau bất kỳ một câu nào.
Bác sĩ Mạc có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Cô mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua. Bảng tên thì biết được cô gái trước mặt tên là Liên Anh. Nhìn trang phục có vẻ là y tá trưởng, mặc dù tuổi tác còn khá trẻ. Được, cô ngồi chờ tôi một chút. Tôi thu xếp hồ sơ sắp xong rồi. Sau 5 phút, Trục Vân hoàn thành công việc, ngồi đối diện với Liên Anh để nghe cô nàng tâm sự. Tôi xin lỗi nếu chuyện này khiến cho bác sĩ Mạc khó xử. Tôi muốn hỏi cô và Ngài Phong đã chính thức kết hôn chưa? Cô chậm rãi lắc đầu, cảm thấy câu hỏi này cũng không có gì quá đáng, tranh thủ giải thích cho Liên Anh hiểu rõ tình hình. Tôi và anh ấy chưa kết hôn, bởi vì có một số chuyện xảy ra, hôn lễ của chúng tôi tạm thời bị hoãn lại một thời gian. Liên Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô nàng nhìn về phía của Trúc Vân và cái bụng khẽ nhô cao sau lớp áo của cô, trong lòng dâng lên một tia ghen tị vô cùng. Cô và Ngài Phong chưa kết hôn, vậy mà cô đã mang thai rồi sao? Bé con trông có vẻ khỏe mạnh đấy nhỉ? Mạc Trúc Vân mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng của mình, trong lòng dâng lên sự hạnh phúc. Anh ấy chăm sóc cho tôi và con rất tốt. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn khi mà gặp được anh ấy. Liên Anh cảm thấy có chút chua xót trong lòng khi mà nghe Trúc Vân nhắc về Phong Hải Triều bằng vẻ mặt thâm tình như vậy. Thật ra thì tôi và Ngài Phong đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây. Tôi cũng rất mến mộ Ngài ấy. Không ngờ Ngài ấy có người trong lòng rồi. Trúc Vân hiểu ra vấn đề ngay từ khi mà Liên Anh cứ nhắc những chuyện có liên quan đến Phong Hải Triều. Nhưng mà nếu cô nàng không có ý gì xấu, chỉ đơn giản giải tỏa nỗi lòng, thì cô sẵn sàng an ủi. Tôi thay mặt anh ấy cảm ơn sự yêu mến của cô nha. Tin rằng với một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như cô, chắc chắn sau này sẽ gặp được một chàng trai yêu thương mình và đối xử tốt với mình thôi. Cô vừa dứt lời thì có điện thoại gọi đến. Nhìn tên người gọi, cô mỉm cười nghe máy. Em nghe đây. Hôm nay em tan làm muộn thế. Tôi đợi 10 phút rồi mà không thấy em ra. À, em đang nói chuyện với đồng nghiệp nên không để ý thời gian. Anh chờ em một chút nha, em sẽ xuống ngay đây. Đi chậm thôi nhá. Tôi chờ em bao lâu cũng được. Trục Vân nhanh chóng tắt máy. Cô nói thêm với Liên Anh một câu nữa trước khi ra về. Tôi về trước đây. Hẹn gặp cô ngày mai nha. Liên Anh mỉm cười gật đầu. Cô nàng nhớ lại người đầu tiên nhìn thấy Phong Hải Triều trong buổi khánh thành bệnh viện. Bộ dáng đẹp trai, lịch lãm, làm cho trái tim cô ta giống như đập lỡ đi một nhịp. Cô nàng phấn đấu lên vị trí càng cao để có thể đến gần với người đó thêm một chút nữa. Nào ngờ đâu, người đàn ông cao lãnh lại có người phụ nữ của riêng mình rồi. Liên Anh đến gần cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ánh mắt của cô nàng va vào hình ảnh Phong Hải Triều đang chậm rãi hôn lên trán của Mạc Trúc Vân trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Bầu trời là một màu cam ấm áp, tím lạnh, tạo ra không gian đầy màu sắc. Trên đường chân trời là mặt trời dần dần lặn xuống, tạo thành một dải màu cam và đỏ rực rỡ. Những đám mây nhẹ nhàng mờ mờ tạo ra hình ảnh rất mộng mị. Hình dạng và màu sắc của nó đa dạng, từ trắng tinh khôi cho đến cam rực rỡ, điểm xuyết cho bầu trời là cảnh tượng độc đáo thú vị. Phong Hải Triều vừa nhìn thấy cô gái của mình bước ra ngoài đã vội vàng xuống xe, theo thói quen giang tay ôm chầm lấy cô, giống như cả hai người đã xa cách nhau rất lâu rồi, mặc dù ngày nào hai người cũng gặp nhau, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa má của cô, cử chỉ thể hiện sự quan tâm lo lắng dành riêng cho một mình cô. Chậm rãi, anh hôn nhẹ lên trán cô, chứa đựng tất cả sự chiều chuộng, nâng niu dành cho cô. Chúng ta về thôi. Cô mỉm cười gật đầu, vui vẻ ngồi vào trong xe để anh đưa cô về nhà. Dự định tối nay sẽ chuẩn bị cho anh thật nhiều món ăn ngon để anh có đủ tinh thần, sức khỏe, làm việc. Dù sao thì anh cũng rất thích ăn đồ cô nấu, cô muốn bỏ chút công sức để làm cho chồng sắp cưới vui vẻ. Ngày hôm nay của em thế nào? Công việc này có khiến cho em cảm thấy vui không? Cô không nói chuyện, bọn họ bàn tán về những điều không hay cho anh biết. Cô chỉ trả lời qua loa, chẳng có lệ. Em vui lắm, được đi làm
Cũng thích hơn là ngồi một chỗ ở nhà. Hôm nay còn có đồng nghiệp đến nói chuyện với em nữa. Anh đưa tay xoa đầu cô, cảm thấy vui vẻ khi mà cô mỉm cười như vậy. Thế thì tốt rồi, em nhớ đừng làm việc quá sức. Cô gật đầu, định không nói chuyện của Liên Anh cho anh biết, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn muốn thấy biểu cảm của anh khi mà biết có người thầm thương trộm nhớ mình từ rất lâu. Thật ra thì ban nãy có một cô y tá đến gặp em, cô ấy nói đã cảm mến anh từ rất lâu trước đây. Em nghĩ cô ấy còn trẻ mà nỗ lực nhiều như vậy là bởi vì muốn đến gần anh hơn đấy. Người đàn ông không quan tâm đến chuyện này cho lắm, anh chậm rãi trả lời. Nỗ lực là tốt, nhưng mà em không cần phải học theo cô ấy, bởi vì em đã có tôi rồi. Cô mỉm cười, chỉ cần một câu nói vu vơ của anh lại có thể khiến cô vui vẻ cả một ngày, hoặc có thể là vui vẻ cả đời. Nếu em không cố gắng trở nên tốt hơn, chẳng may anh bỏ em thì sao? Anh lấy gì đảm bảo anh sẽ chung thủy với em cả đời cả kiếp nào? Anh không bị câu nói này của cô làm cho lung lay, thản nhiên trả lời. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là chấp niệm trong cuộc đời của tôi nữa. Cô giống như nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn anh, giọng nói trở nên run rẩy. Ngay từ ban đầu, không phải anh thích mùi hương của em, mà anh bị ám ảnh về em, có đúng không? Anh tự nhốt mình trong chính chấp niệm của mình, đến mức khiến cho anh bị bài xích với tất cả những người phụ nữ khác. Anh bình thản gật đầu, đúng là anh chấp niệm với cô. Anh yêu cô nhiều đến mức chỉ nghĩ rằng trong tâm trí của anh có một mình cô mà thôi. Tôi không hiểu ý em là gì, nhưng đúng là tôi chỉ có một mình em thôi, Mạc Trúc Vân. Cô thở mạnh, thật sự không hiểu anh phải chấp niệm sâu sắc đến mức độ như vậy, mới khiến cho bản thân mình bị bài xích với người phụ nữ khác. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp xảy ra trong suốt thời gian qua. Chiếc xe dừng lại ở trước căn biệt thự. Người đàn ông vừa định bước xuống mở cửa cho cô đã tiến tới ôm chầm lấy anh, giọng có phần run rẩy vang lên. Chúng ta kết hôn đi, Hải Triều. Anh đứng hình mất mấy giây, một lúc sau mới cúi xuống ôm cô, giọng nói cũng không được bình thản như bình thường nữa. Tôi đã chờ câu này của em từ rất lâu rồi, tôi thật sự yêu em rất nhiều. Một cảm giác của sự bất ngờ, hạnh phúc tràn đầy trong tâm trí của Trúc Vân. Cô không thể nào tin được người mà cô chỉ gặp trong vài tháng ngắn ngủi lại yêu mình, chấp niệm mình như vậy. Thế nhưng cô cũng có chút tiếc nuối vì không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng anh trong quá khứ. Tại sao cô có thể quên một người hết lòng vì mình như vậy trong suốt những năm qua? Tại sao cô không hề nhớ về anh như cách mà anh nhớ về cô? Em xin lỗi bởi vì đã vô tình quên đi anh. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Anh chưa từng trách cô, anh cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn vì không thể nào ở bên cô trong những năm tháng mà cô trưởng thành, để rồi làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương. Em đừng khóc, Trúc Vân. Anh càng dỗ, cô lại càng khóc lớn hơn, giống như có ai đó chạm vào dây thần kinh nước mắt. Bây giờ anh đã thành công trong việc khiến cho cô yêu anh nhiều hơn rồi. Sau khi dùng bữa tối ở nhà xong, anh tiếp tục đến thư phòng để giải quyết công việc còn đang dang dở. Còn Trúc Vân thì trở về phòng nghỉ ngơi trước. Cô ngồi trong một không gian tĩnh lặng, thư thái. Ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo ra bầu không khí ấm áp, dịu dàng. Trong lúc chờ anh về phòng, cô tranh thủ đọc vài quyển sách mà mình yêu thích. Nó cũng rất có ích cho nghề nghiệp mà cô đang theo đuổi. Dù sao thì cô cũng có rất nhiều sách muốn đọc trước đó, nhưng không đủ thời gian. Cô cảm thấy việc đọc nhiều sách sẽ tốt cho sự phát triển của bé con trong bụng. Mạc Trúc Vân có rất nhiều dự định trong tương lai, chỉ là sợ bản thân mình không đủ thời gian thực hiện những điều đó. Có lẽ cô vẫn phải lên danh sách những việc cần làm. Đọc sách một lúc lâu thì cảm thấy có chút mỏi mắt. Cô ngước lên nhìn đồng hồ. Đã là hơn 12 giờ đêm, vậy mà Phong Hải Triều không có dấu hiệu của việc rời khỏi thư phòng. Có khả năng anh sẽ phải thức suốt đêm để mà giải quyết công việc. Cô rời khỏi phòng ngủ, quyết định xuống nhà bếp và cho anh một ly cà phê làm trước đồ ăn vặt. Tuy rằng cô không thể nào giúp được nhiều, nhưng ít ra có thể khiến anh cảm thấy yên tâm. Mạc Trúc Vân bê khay đồ,
gồm cà phê và bánh lên thư phòng của anh, gõ cửa hai cái trước khi bước vào. Em pha cà phê cho anh đấy, anh chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha. Phong Hải Triều bảo cô đến gần, nhanh chóng kéo cô vào trong lòng mình rồi ôm chầm lấy, làm ra vẻ mệt mỏi, dựa vào vai cô muốn tìm sự an ủi. Anh mệt quá, em hôn anh một cái có được không? Hay là mấy cái cũng được. Cô đưa tay xoa đầu của chồng, thầm nghĩ rằng thả anh vùi đầu vào trong công việc còn tốt hơn là làm những chuyện phi pháp như buôn lậu vũ khí hay thuốc súng. Nếu được thì cô vẫn muốn anh bỏ những công việc đó càng sớm càng tốt. Nhân tiện, em muốn nói với anh chuyện này. Liệu anh có thể dừng việc nguy hiểm mà mình đang làm được không? Người đàn ông ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt có phần khó chịu nhìn cô. Anh không nghĩ sẽ có ngày cô nói chuyện đó. Anh có thể đáp ứng với em tất cả mọi chuyện, chỉ có chuyện đó là không được. Cô cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu. Cô đoán chuyện kết thúc làm ăn phi pháp là không hề đơn giản, cho nên anh mới có thái độ gay gắt như vậy. Vậy anh hứa với em đi, anh đừng để cho bản thân mình bị thương giống như những lần trước nữa. Lúc này đây, người đàn ông mới thả lỏng gương mặt. Anh ôm chặt cô vào trong lòng rồi hôn lên má của cô. Sao hôm nay em ngủ muộn thế? Nhớ anh quá cho nên không ngủ được có đúng không? Cô liếc nhìn anh, tại sao trên đời này lại có một người không biết xấu hổ mà nói ra câu đó được? Em chỉ sợ anh làm việc nhiều đến mất mạng nên vào đây xem anh mất mạng thật hay chưa. Ai ngờ đâu anh vẫn còn khỏe mạnh đến mức vô liêm sỉ thế này đây. Anh cười cười hôn lên môi của cô, nhanh chóng dây dưa ngọt ngào cùng cô, khiến cho cơ thể của hai người càng ngày càng nóng lên. Bây giờ vẫn chưa được đâu, đợi thêm 2 tuần nữa cho bé con ổn định đã. Cô dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn anh khi mà bắt đầu cảm nhận bàn tay của anh không yên phận làm loạn trên cơ thể của mình. Người đàn ông đành tiếc nuối ra mặt và gật đầu. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn vì con của hai người. Nếu sau này đứa trẻ không ngoan ngoãn và lễ phép với ba mẹ thì chắc chắn anh sẽ tự tay dạy dỗ nó cho cẩn thận. Vì anh còn phải giải quyết công việc nên bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, anh sẽ về sau. Khi mà cô chìm vào trong giấc ngủ thì anh mới trở lại phòng, nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm xuống ôm chầm lấy cô gái nhỏ từ đằng sau. Gương mặt vùi vào trong cổ cô để cảm nhận rõ ràng hương thơm chỉ thuộc về riêng mình cô. Anh yêu em, Trúc Vân. Cô vô thức mỉm cười hạnh phúc, mặc dù không nghe được câu nói của người đàn ông. Có vẻ ngay cả trong mơ cô cũng cảm nhận mình đang rất hạnh phúc khi mà ở bên cạnh Phong Hải Triều. Đến cuối tuần, cô về nhà như những gì mà cô đã nói với ba mình. Nhưng mà mục đích lần này khi mà cô trở về chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ, chứ không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Dù sao thì cô và anh cũng đã giải quyết triệt để với nhau rồi. Hai người thống nhất cứ để cho chuyện quá khứ chôn vùi thật sâu. Lâu rồi cô không về nên mang theo một số đồ bổ để đưa cho ba mẹ. Hy vọng trong lúc cô không ở đây, người làm trong nhà có thể thay cô chăm sóc cho ba mẹ một cách chu đáo. Phong Hải Triều hoàn thành xong công việc, anh có thời gian đưa cô về nhà. Hai người tranh thủ đi từ lúc sáng sớm để tận hưởng không khí trong lành nhất. Đến nơi là gần trưa, khi Hải Triều lái xe vào trong khuôn viên của Mạc Gia thì cô phát hiện ra có xe của người lạ đang đậu sẵn từ bao giờ. Cô chưa từng thấy chiếc xe hơi này trước đây, chẳng lẽ là ba mẹ cô đang bận tiếp khách hay sao? Cô không muốn nghĩ nhiều, mang theo quà rồi cùng với người đàn ông của mình bước vào bên trong. Và cảnh tượng đang diễn ra trong phòng khách kinh khủng hơn so với những gì mà cô nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.